Rút em tối nay em có đi nè, chạy bộ đi cho em không? Được, tới luôn em ơi. Được, mà rút kinh nghiệm tiền bạc sao? Thoải mái anh ơi. Thoải mái là sao? 73 hay là... Nữa, thoải mái ngồi chia tiền nữa nha. Mày nói gì trước vụ này đi, vụ này nãy hơi căng á. Nếu mà bạn lập nghiệp ở đây thì chắc ok. Còn nếu mà về quê thì chắc bạn phải nuôi em. Dạ, em xin tự giới thiệu, em tên Kiều. Hôm nay em 29 tuổi. Em làm thiết kế trang sức ở quận Nhất. Em quê ở Đắk Lắk. Rồi, mời bạn Nam giới thiệu. Em tên là Long, hiện tại hôm nay em 29 tuổi. Em đến từ thành phố Nha Trang. Thì công việc hôm nay của em đang là giám sát kinh doanh, sống và làm việc ở tại thành phố Hồ Chí Minh. Hai bạn bằng tuổi nhau ha, 29 tuổi. 29 tuổi thì mình đã trải qua bao nhiêu mối tình rồi em, Kiều? Dạ, cũng vài mối tình rồi chị. Nhưng mà thường thì không có kéo dài được lâu ạ. Đó là tình trường của bạn gái đó, còn bạn trai thì sao? Em có trải qua một mối tình, kéo dài cũng được 2 năm. Và giờ nó cũng chia tay đây, chắc cũng khoảng 3 năm rồi. Thôi chúng ta bỏ qua chuyện đó. Bây giờ mình sẽ tìm một mối tình đi đến một cái kết thúc của hậu nào. Thì quan điểm của em thì bây giờ cần một bạn nữ có thể hiểu được về vấn đề cuộc sống, về những về công việc của mình. Còn về ngoại hình thì em thích bạn nữ thì khoảng mũm mĩm tí. Mũm mĩm hả? Dạ. Rồi gì nữa? Năng động, trẻ trung, rồi anh chưa học bác có thể. Cũng phải nói nhiều được tí. Một người nói người ngồi nghe không có buồn lắm. Đó, một người nói người nghe cũng buồn, em nói chuyện với ảnh đi. Dạ, nói nhiều lắm. Nhưng mà em không có mũm mĩm. Em năng động thì có, man lắm anh. Sao anh, cái đó nuôi lên được em. Rồi em gái yêu cầu thế nào, bạn trai thế nào, nói luôn đi, cho bạn nghe luôn. Dạ, em thích con trai cơ bắp rồi. Hả? Cơ bắp hả? Bên đây không có cơ mà có bắp. Dáng thể thao á, tại em năng động lắm, thích chơi thể thao. Mà hả, quen mà bạn không chơi cũng mình em chơi buồn. Em chơi thể thao môn gì? Hình như môn nào em cũng chơi á chị. Vậy hả? Nhưng mà thường thì em đá cầu là đánh cầu lông nhiều nhất. Bơi thì thỉnh thoảng thôi. Bạn trai có chơi môn thể thao nào không? Dạ em nói chung là đa năng, thường là chơi đá banh. Vậy sao em chơi với anh được? Không, anh có nhiều thể thao chơi được hết, bóng bàn, cầu lông, đá cầu, tất cả mọi thứ. Nói chung là anh đa năng rồi. Mà hồi đó anh chơi rất là nhiều. Dạ bộ bữa nào đá cầu với em nha. Ok anh. Hồi lâu quên cô ok. Rồi, có điều gì mình không thích ở người bạn trai không? Dạ, không thích con trai hút thuốc ạ. Trai có hút thuốc không? Dạ, không chị ơi. Được rồi, còn gì nữa không em? Anh có thích đi phượt không anh? Anh cũng thích lắm mà tại chưa cơ hội để đi nhiều. Tại vì đi một mình nó chán. Ủa vậy hả? Em tối nay em có đi nè, chạy bộ đi với em không? Được, tới luôn em ơi. Được, mà rút kinh nghiệm tiền bạc sao? Thoải mái anh ơi. Thoải mái là sao? 73 hay là... Nữa, thoải mái ngồi chia tiền nữa nha. Mày nói gì trước vụ này đi, vụ này nãy hơi căng á. Cái này dễ chị ơi, cái phượt thì em cũng có kinh nghiệm rồi nhiều lắm. Không, bây giờ đi chung phải hùng rồi, nhưng bây giờ đi hai người đó. Thì chung xe, nói chung là về vấn đề đó thì cũng không có vấn đề gì anh ơi. Thì dù nếu mình xác định đi thì có thể hôm nay mình lo, lúc không có thì bạn lo. Thì nói chung là em không có quan tâm vấn đề đó. Phải coi ông kia có khỏe hay không nữa. Chơi đá banh thể thao gì mà vấn đề có khỏe hay không khỏe, đúng không em? Dạ, không khỏe không chịu đâu, nổi đâu. Trời ơi, bự quá rồi đâu mà biết có khỏe hay không, mà bự chưa chắc đã khỏe hình như. Leo núi, leo núi nổi không? Dạ dư chị ơi. Mình có tật xấu gì không? Nói chung của em là dễ bị dụ. Dụ làm gì? Giống như đi nhậu nhẹt rồi đó, thì nói chung tại vì tính em rất là rủ rê. Dạ. Ở dụ tưởng nó là dụ mình bị gạt, bị lừa cái gì. Thôi bây giờ kế hoạch hôn nhân nè, bao lâu tiến tới hôn nhân được? Dạ từ khoảng 1 đến 2 năm. Nghĩa là hiện tại nếu em tính thì có thể em lập nghiệp ở Sài Gòn trước, sau này nếu ổn định một thời gian á thì có thể em về quê. Rồi để chị hỏi thử coi. Rồi hôm qua anh hỏi cô gái bên kia coi những vấn đề nãy giờ. Chào em, nãy giờ anh đưa ra những cái vấn đề đó thì em thấy ổn không? Dạ, nếu mà bạn lập nghiệp ở đây thì chắc ok. Còn nếu mà về quê thì chắc bạn phải nuôi em. Tại vì công việc của em thì ngành thiết kế trang sức thì nó hơi bị kén chọn vùng miền một cái. Tại vì nó ở Sài Gòn thì nó phát triển nhất rồi. Đúng rồi. Không là nó phải ra Hà Nội. Nếu như hai bên đồng ý hẹn hò thì khoảng bao lâu thì mình tiến tới hôn nhân được? Dạ thì em nghĩ cũng phải 1-2 năm. Rồi vậy là giống ý bên kia ha. Dạ. Thế hai người có thể hợp nhãn chút xíu rồi đó. Em có ý định là mở cái tiệm gọi là sản xuất về đồ ăn. Đồ trang sức à?
Dạ, cái tại vì em làm bên vàng bạc, nếu mà cái đó phải có nguồn kinh tế mạnh thì mới làm, còn không thì mình có thể chuyển qua những cái đồ handmade mà tuổi teen hay sử dụng á. Bây giờ cái đó cái xu hướng cũng tốt mà. Nhưng mà vốn mạnh là mạnh khoảng nhiêu thì mở được, em nói thử anh đề nghị anh này. Dạ phải tiền tỷ à. Tỷ hả? Dạ nếu mà tính vàng thì cũng phải tiền tỷ trở lên. Đúng rồi, tiệm vàng tiền mà mấy cái đồ mà tuổi teen thì khoảng nhiêu? Thì em không nghĩ ra, nhưng mà ý là cũng ít thôi, cũng vài chục triệu thôi chứ không. Vài chục triệu hả? Vậy cái này trước đi. Cái này dạ. Trước xong rồi tiếp đi. Cái răng trước sức sao ha. Dạ nói chung là bạn có kế hoạch, có chí hướng làm ăn thì đúng rất rồi. Là tốt. Mình gặp người thân cứ góp ý sao nha. Em đi với ai? Dạ em đi với những đồng nghiệp cũ của em ạ. Đồng nghiệp cũ? Dạ, 500 anh em của em. Trời sao ơi. Còn sót lại có 3 bạn à? Rồi chào các bạn, chào 500 anh em của bạn trai. Chào anh Quỳnh Linh, chào chị Quất Tường. Nói chung là em cũng chỉ là đồng nghiệp thôi, nhưng mà bạn ấy thì cũng rất hiền, lành tính, cũng biết lo cho mọi người. Còn bạn gái ở đây thì ba bạn em thì thấy rất là ok rồi. Còn phụ thuộc vào ý của hai bạn ấy rồi. Rồi, cảm ơn bạn. Mình có đi vai không em? Dạ em đi với bạn cùng công ty ạ. Cũng bạn cùng công ty luôn ha. Dạ. Rồi chào bạn. Chào anh Quỳnh Linh và chị Cát Tường ạ. Dạ em là Hàng Ly, em cùng công ty với lại Kiều. Thì em thấy là Kiều là một người nấu ăn rất giỏi, khéo tay. Em thấy anh bên này thì cũng được, cũng hợp tính với Kiều ạ. Nên là hai bạn cho nhau cơ hội để mình tìm hiểu thêm. Rồi cảm ơn các bạn. Quan trọng là bản thân hai bạn thôi. Khi kéo màn lên mình có cảm xúc gì với nhau hay không. Còn bạn trai nghe, chuẩn bị tinh thần kéo màn lên là hát hò nhảy múa, nghe nói bạn nhiều tài lắm. Kéo màn lên. Rồi, hai bạn. Rồi, mình tặng lại. Cảm ơn. Đó banh ông chạy kiểu gì mà ông mập vậy trời. Em có món quà tặng anh. Đồ handmade hả anh? Mở ra coi, người ta làm bằng tay rồi đẹp không? Có đẹp thì đầu tư cho người ta mở tiệm đi. Ủa? Đẹp quá bạn, cho tôi. Cho tôi mượn cái này bạn. Ồ, bạn làm cái này đó hả? Dạ. Bên con cái khiếu là tốt rồi. Thôi bây giờ đầu tiên bạn trai nhảy bopping giới thiệu cho chào sân cái đây. Không có nhạc không nhảy hả? Có nhạc luôn, trời lo gì. Ba tổ chức chuẩn bị nhạc tháng 2 rồi. Anh nhảy đi em cũng ủng hộ. Em vỗ tay nhiệt tình. Lớn nhạc lên. Dữ chưa? Trời ơi, mập mà dẻo quá. Wow. Chào sân ấn tượng hơn em gái. Được không em? Dạ. Thế nào? Hết. Mắc cỡ quá. Rồi bây giờ hai bạn bắt đầu chúng ta tính thời gian nói chuyện nhau nha. Thì em có gì muốn nói anh không? Dạ. Thì hãy ưu tiên nói trước, làm em anh thở tí. Em nghĩ là anh chắc phải huấn luyện anh vài khóa leo núi với em cho có cơ bắp. Không, tại hồi trước anh cũng có tập tạ. Dạ. Nhưng mà tại em này thích công việc nó tập lộn nó phù lên vậy. Tại vì những cái gì em chơi là phải anh phải chơi thích, được đúng không? Đúng rồi, phải thích nó hơi mạo hiểm chút. Ví dụ như độc hành lượn đèo chẳng hạn. Nếu mà anh có cơ hội anh nên đi Tây Bắc một lần, xong rồi anh tự thuê xe anh lượn vòng đèo rất là phê. Chưa thử không biết, nhưng trong anh cũng tò mò. Dạ, bữa nào em dắt anh đi. Ok, dắt đi chơi để nó xỉu. Dạ đúng rồi, để em hô hấp nhân tạo. Mình hãy nói một phút những cái suy nghĩ thật trong lòng mình. Từ nãy giờ cảm nhận anh ấy như thế nào bạn?
bạn tốt, về sức khỏe thì đi phường với em nhiều chút xíu nữa cho nó cơ bắp lên. Còn về chuyện sau này thì em nghĩ là hẹn hò hay gì đó rồi mình có thể mình thấy có sự giao hòa hợp với nhau hay không rồi mới tính tiếp được ạ. Dạ. Cho nhau một cơ hội. Dạ, đã loại vậy. Rồi, suy nghĩ thật kỹ nha. Chúng ta bấm nút theo sự rung động của con tim, không vì bất cứ điều gì cả các bạn nha. Bấm nút là chấp nhận tìm hiểu nhau và yêu nhau để tiến tới hôn nhân. Không phải bấm nút chỉ để làm bạn. Một. Hai. Ba. Chàng trai dễ thương mà cô gái cũng dễ thương, cũng vui tính nữa. Hai bạn tôi thấy rằng là một cặp cũng hài hước, cũng rất là hiện đại đấy. Nắm tay nhau thử xem nào. Hô hấp nhân tạo đi, ai à, xỉu ai hô. Hãy hôn nhau lần đầu tiên gặp mặt các bạn. Thế hơi kỳ kỳ. Em mấy người cho bộ nhắm mắt đi nha. Dễ thương mà, rất dễ thương đấy. Hy vọng rằng cái sự dễ thương nó sẽ phát triển và một ngày nào đó các bạn sẽ gửi thiệp mời chúng tôi. Còn bây giờ tôi gửi thiệp cho các bạn trước. Thấy chưa, tội nghiệp không? Con mình không có bồ phải nuôi chó cho đỡ buồn. Thôi được rồi đó. Có yêu động vật không? Nói chung là chơi với động vật một chút thì được. Nhưng mà em thì... Hy vọng là bạn gái tránh càng tốt. Còn nếu không tránh thì cũng chấp nhận thôi. Mình nếu mà yêu nên thích rồi thì cũng không quan trọng rồi. Ngoài trắng ra còn yêu cầu gì nữa không? Giống như em ốm thì đối phương ốm cũng càng tốt. Mình ốm rồi mình kiếm người do có da có thịt chút chứ. Không. Nắm hai tay nhìn thẳng mắt nhau. Nắm hai tay tay bên kia nữa. Tôi làm mai mối cho một ngày giữ chó nè, thấy chưa? Mời nhà trai. Thôi đi em trai. Mời nhà gái. Dạ em. Mình giới thiệu về mình luôn đi em gái. Dạ em tên là Nguyễn Vũ Minh Nguyệt. Em năm nay 28 tuổi. Hiện tại em là giảng viên trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch. Rồi, nhà trai như thế nào nè? Em trai giới thiệu về mình. Dạ, đi. Xin chào chú Quyền Linh, xin chào chị Ngạch Lan, xin chào bạn nữ kế bên. Em tên là Trương Mạnh Hổ. Cái tên thì nó nghe hơi độc, nó hơi... Trương Mạnh gì? Mạnh Hổ, cọp thay gương. Trương Mạnh Hổ hả? Là Trương Mạnh Cọp đó hả? Trời ơi, tên lạ đó. Em làm nhân viên xét nghiệm bệnh viện ở quận 5. Là cụ thể làm gì? Làm bên mang xét nghiệm ung thư á. Xét nghiệm thôi đúng không? Giống như sinh thiết đó. Ừ, sinh thiết là đi giám định đó. Rồi. Nãy chị mới nói coi chừng, cẩn thận. Hả? Sao vậy? Chừng. Đừng rồi bao nhiêu lần hồi hộp chưa qua được hả? Chưa qua được. Vậy đâu thôi, đi về nghe. Qua được qua không? Nó la sùm nó mệt lắm, nó không thích người lạ. Không thích người nào lạ lên đây chứ. Ở bên đây có đứa nó không thích người lạ. Bây giờ có qua được không? Chưa được, qua nó la đó. Trời ơi, kinh khủng từ quá. Từ từ con, từ từ con. Nhà mình có người lạ qua con đừng có la lối sùm nha. Quay qua đây cho anh ta nhìn cái coi nè. Trời ơi, con mặt nó thấy ghét không? Nằm im đó nha con. Rồi điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Em chịu đựng được giỏi, giống em không nóng tính. Nhiều khi giống nhiều khi tờ sập xuống cũng nóng tính. Chịu không nóng tính, chịu đựng giỏi. Đúng, chịu đựng. Đây là tính tốt quá. Chịu cực chịu khó, nhưng làm em làm từ sáng làm việc từ sáng tối thấy bình thường không thấy mệt. Nhưng kiểu mà kiếm là ham làm. Ham làm. Đúng rồi. Điểm yếu của em thì em nấu ăn chung là chưa có ngon, hơi lười nấu á, tại vì ở một mình á. Ở mình đâu, mình thấy ở hai mình đó. Rồi chung em sống thiên về cảm xúc á, tình cảm á, nên nhiều khi em giống em xem một cái clip nào đó cảm động thì em giống em khóc. Không, nhưng mà cảm xúc á, có cảm xúc. Rồi em đi làm em để nó nhà ai lo? Thì đúng rồi, mình bỏ nó ở chuồng thôi chứ tối về lo thôi chứ ai lo nữa. Ở mình buồn không em? Thì giống bây giờ mình không có bồ thì mình ở mình nuôi chó thôi chứ. Muốn có bồ bỏ chó nuôi bồ hả? Thấy chưa, tội nghiệp không? Con mình không có bồ phải nuôi chó cho đỡ buồn. Thôi được rồi đó, bây giờ mời bà mối qua đi, ôm nó cẩn thận vô coi cho nó quay mặt qua nhìn cho để nó thấy người lạ la ầm sùm tò nữa. Mò dễ sợ luôn á. Chào em. Trời ơi. Dễ thương quá à. Chừng nó la ầm sùm đó nha. Trời ơi, thấy ghét mà mạo đậm nè.
Áo đầm có cái nơ nữa nha. Có thể là đủ. Trời ơi, trời. Bả rồi luôn nữa. Kỹ gì kiểu này mốt chăm vợ gọn gàng. Thì tối nó ngủ với ai? Thì nó thì ngủ chung. Ngủ chung với em luôn hả? Giờ mai mốt có bồ rồi ai ngủ với em? Dạ, giống như mình ngủ buồn á, cho nên nói là đỡ buồn. Trời ơi, tôi thương không? Nói chứ có người yêu có vợ cũng phải chăm sóc đó nha, chờ để nó buồn nha. Nó buồn, mặt đang buồn rồi kìa, mặt hoang mang hẳn luôn á. Rồi qua đây mình hỏi ưu điểm khuyết điểm nhà gái nè. Ưu điểm của em là gì? Năng động, nhanh nhẹn. Thường thì có thời gian rảnh thì em vẫn sẽ kiếm những cái việc làm thêm để em làm thêm. Cuối tuần thì em hay dành thời gian cho gia đình hơn. À, dạ. Dễ thương quá. Còn khuyết điểm? Ngoài ưu điểm ra chắc đa phần là khuyết điểm. Là gì? Ví dụ như em khá là nhanh nhẹn thì kèm theo cái đó thì khá là nóng tính. Nhưng mà chuyện gì giải quyết xong rồi thì sẽ cho qua chứ không có để bụng. Nấu ăn? Nấu ăn thì ở trong gia đình thì nấu tệ nhất. Nhưng mà đi với bạn bè thì trộm vía tụi nó cũng ăn được. Và tụi nó cũng kêu nấu thêm lần tiếp nữa. Nó cũng khen đúng không? Nói chung là cũng được á. Dạ cũng tạm thôi. Rồi cái gì nữa không? Có yêu động vật không? Nói chung là chơi với động vật một chút thì được. Nhưng mà em thì nếu mà em chơi với động vật nhiều thì em sẽ bị buổi tối em sẽ dị ứng. Nên là em không có nuôi bất cứ con gì hết. Trời ơi. Rồi phải chia tay với bạn này rồi. Con ơi, con biết số phận của con rồi đó con. Nếu hôm nay mà chủ con có người yêu là con mệt rồi đó con. Chủ con mà thành công tốt đẹp là cuộc đời con bế tắc. Bao nhiêu mối tình rồi? Trước 27 tuổi thì em chưa ổn định nên em chưa có nắm tay ai luôn. Trước 27 tuổi thì là chàng giấy trắng luôn. Chàng giấy trắng luôn hả? Còn sau 27 tuổi thì mới có mối tình đầu tiên. Mối tình đầu tiên cũng sinh viên y năm 3. Ừ, sau đó là quen xong rồi bạn nó ra trường, xong bạn về tính làm hai bên cũng không có hợp nên cũng dừng lại từ đó luôn. Là có một mối tình một? Không, đó là mối tình đầu tiên. Còn mối tình thứ hai với thứ ba là cả mấy tháng à, mọi mối tình kéo dài cả vài tháng. Sao hả? Nói chung là đối phương họ kiểu gần giống như gọi là gần giống như là bị cắm sừng vậy đi. Đó. Nhưng mà có khi nào mà đang chuẩn bị tới giờ hẹn rồi cái bà nhỏ này bà bệnh rồi cái mình bỏ hẹn mình ở nhà mình chăm bà không? Thực ra không ảnh hưởng, chung là lúc đó mình sẽ phải thay đổi lối sống của mình lại. Đúng rồi, phải thay đổi nha. Ok. Anh Quang coi nhà gái xong. Rồi chào em gái. Thằng trai bên đây rất là dễ thương ha. Con nuôi một con cún cũng dễ thương nữa. À, em có mấy mối tình rồi? Dạ con thì có một mối tình. Sao chia tay? Dạ lúc đó thì cũng tiến được xa xa rồi thì lúc đó nhận ra thì không có phù hợp để tiến tới nữa nên là dừng lại. Vậy thôi đó hả? Đơn giản vậy đó hả? Em có cái yêu cầu gì mà khiến cho cái người đối phương của em không đáp ứng được rồi em cảm thấy là nó không hợp? Em nghĩ là có những cái thì sẽ có thể chấp nhận thay đổi được nhưng mà ví dụ như em thì cũng phải đi học khá là nhiều cũng như là em cũng yêu thích nghề của mình nhưng mà mong muốn em ở nhà và không có đi làm thì chuyện đó em sẽ không chịu, không có làm được. Đúng rồi, phải đi làm đúng không? Dạ. Rồi bây giờ mình muốn có một người yêu lý tưởng như thế nào? Em thì mong muốn có một người yêu thì quan trọng nhất là trong một mối quan hệ thì mình tôn trọng lẫn nhau. Bạn nam thì sẽ không hút thuốc lá. Bên kia chắc hỏi không có rồi. Có hút thuốc không? Em chưa bao giờ mà đụng cái điếu thuốc như nào, chưa biết mùi nó như nào. Hay quá. Như em chia sẻ thì công việc thì mình sẽ cùng nhau đi làm, thì về nhà công việc nhà thì mình cũng sẽ chia sẻ với nhau. Người ta hay nói là đồng vợ đồng chồng thì tát biển đông cũng cạn, nên chính vì vậy thì em muốn là những cái công việc thì mình sẽ chia sẻ cùng nhau. Bây giờ em trai nghe bên nhà gái yêu cầu vậy mình đáp ứng được khoảng bao nhiêu phần trăm? Thì giống như em thì công việc nhà mà khi mà em đã yêu rồi thì bạn gái cần ngồi đó, người vợ cần ngồi đó, không cần làm gì hết. Trời ơi, con vậy ta. Khi mình yêu ra rồi mấy chuyện đó chuyện nhỏ. Trời ơi. Vậy là ngon rồi đó. Mẫu hình bạn gái của em thế nào? Em thì tại vì em cũng trắng nên em cũng hy vọng là bạn gái trắng càng tốt, còn nếu không trắng thì cũng chấp nhận thôi. Mình nếu mà yêu mình thích rồi thì cũng không quan trọng rồi. Ngoài trắng ra còn yêu cầu gì nữa không? Giống như em ốm thì đối phương ốm cũng càng tốt. Mình ốm rồi mình kiếm người với có da có thịt chút chứ. Không, trai đi với ai? Dạ em đi với bạn em làm cùng chỗ làm em. À rồi bạn cho ý kiến rồi nào. Dạ em xin chào anh Quyền Linh, xin chào chị Ngọc Lan. Thì hôm nay thì em thấy cái bạn nữ hôm nay rất là hòa đồng, hoạt bát và rất là dễ thương, ăn nói thì lưu loát. Em nghĩ là nó là một mảnh ghép thiếu của bạn Hổ, tại vì bạn Hổ truyền đạt về cái cảm xúc và cách nói chuyện nó không có được rành mạch. Thì em nghĩ là bạn nữ này sẽ là một cái người dẫn dắt cho bạn. Dạ, em nghĩ sẽ là thôi. Cảm ơn em, hay quá.
cái tên của bạn hổ nó ngược với con người của bạn hổ luôn á. Nghe nó dữ dội lắm, nhiều khi nói chuyện nó ngược hoàn toàn luôn. Em đi với ai? Dạ em đi với cô của em và những người bạn, cô và chú của em. Dạ chào cô chú, chào các bạn. Xin chào Trần Ninh và cô Ngọc Lan. Dạ chào cô. Tôi là bên nhà gái. Qua kinh nghiệm nhìn tiếp xúc với cháu thì xin hỏi là anh năm nay bao nhiêu tuổi ạ? Dạ con chào cô, con cũng sinh năm 1990 á, con 32 tuổi rồi. Dạ. Thì thấy qua tiếp xúc thì thấy cháu cũng được, đức hạnh thì được. Hai cháu thì cứ gặp nhau rồi gặp để nói chuyện để tìm hiểu. Nếu mà liên duyên được qua chương trình liên duyên được là cái tốt, thì cô cũng chúc hai cháu là thành công. Dạ. Cảm ơn cô. Cảm ơn qua chương trình nha. Dạ. Rồi còn chần chừ gì nữa, bây giờ thì chúng ta hãy mở rào. Rồi thả nó xuống qua đây đi, làm việc đi. Ở đây. Đúng rồi. Mình có món quà kem dưỡng da, mình chắc nó sẽ thích hợp làn da của bạn. Dạ thì em cũng có một cái món quà gửi, thì em khá là thích cái quyển sách này vì nó là một cái nguyên tắc sống, chấp nhận những cái khiếm khuyết để có một cái sống, một cái cuộc đời an nhiên hơn. Thì hy vọng rằng là dù chuyện gì thì cuộc sống cũng sẽ an nhiên sẽ đến với anh. Dạ cảm ơn bạn, cảm ơn. Hồi nãy bạn giới thiệu làm ở đâu của mình chưa nghe rõ. Em hiện tại là giảng viên trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, với lại em có ngồi phòng khám nhi. Phú mình cũng ép nhiều bác sĩ lắm, em không biết, nhiều khi cũng thấy ép bạn nữa. Dạ thì cái đó thì em cũng không biết Facebook. Dạ. Thì nãy mình có nói khi mình yêu thì mình sẽ hết lòng quyền yêu thôi, kiểu mình sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất, giống bản thân mình chẳng sao được, cũng như là mình khi mình người mình thích thì mình không đỡ thiệt thòi gì đó. Đến với chương trình bạn mối họ thì giống như mình cũng muốn kiếm một người mà giống như họ xác định họ có cái tư tưởng có hôn lần đầu á, chứ đừng có kiếm mà quen xong tìm hiểu thôi, quen chơi thôi, thì nên mình mới tìm đến bạn mối họ. Chứ mình sợ quen ở ngoài xong rồi họ không có tư tưởng rõ ràng, xong rồi họ quen mình xong rồi họ bỏ mình, rồi mình lại mất thanh xuân của mình 32 tuổi rồi. Quan điểm của em thì cũng vậy, em quen là sẽ nghiêm túc chứ không có phải là quen rồi như thế này thế nọ. Thì thật sự ra thì chắc là tuổi này ai cũng sẽ nói là ế đó, nhưng mà đi giảng thì thật ra thì cũng có sinh viên này nọ, cũng có nhiều cái mối quan hệ đồng nghiệp, nhưng mà bản thân em thì đi nói chuyện vài lần mà nếu mà cảm thấy là không có bước tiếp được đó, thì em sẽ rất rõ ràng trong chuyện là mình sẽ đi tiếp hay là không, vì sẽ không có làm mất thời gian của nhau. Đúng rồi. Ai cũng lớn hết rồi. Bây giờ em trai tới nắm tay em gái đứng cạnh nhau nói chuyện cho nó thân mật xíu nào, dìu bạn gái lên, nắm hai tay nhìn thẳng mắt nhau, nắm hai tay tên kia nữa, tôi làm mai mối tôi còn ngày giữ chó nữa, thấy chưa, tự nhiên dướng này thì không làm ăn gì được hết. Mình khi yêu là mình luôn hết lòng, kiểu mình xem đối phương là trung tâm vũ trụ là cả thế giới, kiểu mình không có, chưa bao giờ mình nghĩ là mình lừa dối hay một người nào đó. Bây giờ mình nhìn người ta mình nói chuyện đi, chứ nhìn qua cái bông rồi nhìn qua tôi chi. Xin đây nè, anh hỏi hổ nè, muốn vợ chưa? Thì em 32 tuổi rồi, nhưng mà em cũng muốn có một, em chung là em khát khao có một đình. Em từ nhỏ là em sinh ra em đã không có cha, thì em giống em khát khao có một cái tình cảm, một gia đình. Nếu mà tình cảm nó tới em đón nhận bằng mọi cách, em chung em sẽ giữ gìn và trân trọng từ khi mà đối phương buông tay thôi. Đúng rồi. Nếu không buông nha. Nếu mà đối phương buông tay, không buông tay thì nắm suốt cuộc đời. Em nắm người ta sẽ không buông được đâu. Em thấy nắm tay nãy giờ thấy sao? Nhưng mà bạn rất là đúng cái mẫu người mình mơ, nó biết mình gọi là mới mơ luôn á, kiểu mà mơ luôn đúng không? Kiểu mà nhìn người thích luôn á. Trái tim rung động không? Nè. Bây giờ hát một bài tặng bạn gái đi nào, đứng hát nhìn bạn gái hát nha. Mình giống như mình thuộc tiếp người chung tình nên mình hát bài chung tình. Lời thơ ước anh đã trao cho em, vầng trăng ánh sao nhuộm màu, nhìn lên cao anh chắp tay nguyện cầu được yêu em tới mãi bạc đầu xanh. Xong rồi đó hả? Cho em gái hát tặng bạn trai. Chẳng cần phải chọn một loài hoa yêu thích nhất, là vì mỗi sắc hoa có ý nghĩa riêng cho đời. Thì trong ngành của mình cũng vậy,
Và ở đâu thì cũng vậy, mỗi người sẽ có một cái nhiệm vụ cũng như là một cái trách nhiệm, miễn là mình sống mỗi ngày mỗi tốt hơn. Thì hy vọng là trong tương lai thì anh sẽ có thể tự tin hơn, vững tin vào bản thân hơn. Và cần thêm một chút tự tin nữa thì em nghĩ là anh sẽ thành công hơn. Anh gái nói đúng đó. Sau chương trình này nếu mà nghiệp cho mình một cái đèn xanh thôi, mình sẽ cố gắng mình cố gắng hết sức để mình tán tỉnh nghiệp. Khi bấm nút, chúng ta phải có trách nhiệm với nút bấm đó. Bấm để cho nhau cơ hội, chứ phải bấm để một vừa lòng ai đó. 2 3 3. Hết thời gian. Thì có một chút xíu thông điệp nữa sẽ gửi tới anh Thỏ. Thì mỗi người mình sẽ bóc một bì thư ha, xong mình mở ra mình xem. Nếu mà thật sự tiến đến nữa thì sẽ được bật mí thêm 3 cái bì thư ở giai đoạn sau. Muốn làm sao? Chơi giúp bóc thăm trúng thưởng. Nào cũng em bé hết á. Mình cùng nhau đi vẽ tranh nhé. Tiếp tục. Cái chữ ở trên bì thư nó sẽ là cái câu chúc với anh hôm nay. Có hai thông điệp, lần một là một cái việc làm cùng nhau, đó là mình cùng nhau đi dạo phố cuối tuần. Với một cái thông điệp thì đó là lời chúc thành công. Dễ thương quá, rất là chu đáo. Chúc hai bạn hạnh phúc nha. Bây giờ chúng tôi sẽ gửi tặng những phần quà dành cho các bạn. Chúc hai bạn hạnh phúc. Rồi, mời hai bạn. Ráng lên nha. Chúc nhiều. Rồi, nhớ về lo bạn gái nhiều hơn chó nha. Như vậy là chúng ta đã đến với cặp đôi đầu tiên, họ đã bấm nút hẹn hò với nhau. Còn bây giờ Quỳnh Linh và Ngọc Lan xin mời quý vị đến với cặp đôi tiếp theo. Thứ hai. Có người yêu cũ không? Không. Chưa quen ai luôn. Có, em có quen. Có quen là phải có người yêu cũ chứ. Giờ bỏ lâu rồi, sao hai mấy năm rồi đó. Trời ơi. Sao mà cũ nữa. Quá cũ rồi. Quá cũ càng luôn. Rồi em quan tâm chăm sóc ok kỹ càng luôn. Không thì không em chăm sóc cái gì, chăm sóc chiếc xe của em vậy đó. Trời ơi trời, có người sắp đi rửa hoài vậy hả? Em bóng lưỡng à, em kỹ lắm. Lý do tại sao nhiều hoài vậy? Em muốn bạn gái em hiền, búp bê đại diện cho cái hiền. Dạ em cảm ơn. Xinh đẹp. Anh tặng chiếc xe nè, em chịu ngồi trong đây anh chở em đó. Dạ em cảm ơn anh ạ. Mời nhà trai. Rồi đi em trai. Xin mời nhà gái. Chào bạn. Mời bạn ngồi. Mời nhà trai giới thiệu về mình. Dạ em là tên là Bành Minh Quân. Năm nay em 42 tuổi. Hiện em đang làm chạy xe cho công ty nhà em. Công ty nhà luôn hả? Dạ. Chạy xe 16 chỗ, 26, 50 hay là xe 4 chỗ? Dạ xe 7 chỗ đến 16 chỗ. À, tức là nhà em là kinh doanh dịch vụ cho thuê xe đúng không? Dạ đúng. À rồi, dạ, mời nhà gái. Nhà gái nè. Dạ em xin chào anh Quyền Linh, chị Ngọc Lan cùng toàn thể quý vị khán giả trong khán đài. Dạ em tên là Nguyễn Ánh Lan. Em năm nay 36 tuổi, em làm nhân viên văn phòng. Quê em thì ở Bà Rịa Vũng Tàu. Em sống và làm việc ở quận 9. Quân có ưu điểm khuyết điểm gì? Dạ ưu điểm của em là em siêng năng lắm. Với lại cái tính em nó kỹ, sạch sẽ, gọn gàng, em thích vậy. Em có biết chút về ngành y. Ngành y nữa? Dạ. Ủa đó em học gì mà làm ngành y, biết ngành y? Rồi đó em học y sĩ với điều dưỡng nè. À vậy hả? Rồi ra làm có thực làm có, bệnh có viện làm, không? Làm 2-3 năm rồi. À rồi sau đó mới về gia đình làm riêng đúng không? Dạ, nhà công việc nhiều quá, về hỗ trợ nhà, không có thời gian làm chồng. Rồi vậy là có kinh nghiệm chăm sóc con cái, vợ con này ha. Ngon ngon đó, ngon. Đúng không? Ngon. Hiện nay thì em ở nhà với ai? Dạ, em sống với ba mẹ với lại bà chị nè. Ba mẹ là bao nhiêu tuổi rồi? Mẹ em là 69, ba em 68 ạ. Rồi, vậy là lấy vợ về có phải lập dâu không hay là có cho ra riêng? Chị em có căn hộ á. À, cho em nửa căn rồi, còn nửa căn em đang chạy, em làm em góp, em lấy căn hộ đó. Lấy căn hộ riêng không? Còn nhà thì em ở chung với cha mẹ em thì cũng được luôn. Rồi, ở đâu cũng được mà. Chị cho căn hộ thì trả được nửa, còn nửa là em lo. Dạ đúng rồi. Rồi vậy là chạy từ đây tới cuối năm là trả hết luôn, làm tổ ấm cho riêng mình. Gần hết rồi. Gần hết luôn hả? Trời giỏi quá. Trời ơi, nhà trai khỏe, có căn hộ gần trả hết rồi đó.
Mà nãy giờ nghe toàn ưu điểm không nha, chưa thấy nghe khuyết điểm. Khuyết điểm em thì em có thuốc á, với lại em có cái tính em cũng hay quên trước quên sau. Giờ bỏ thuốc được không? Bỏ hả? Bạn đó làm động lực cho em bỏ được á. Được luôn. Mời nhà gái. Mời nhà gái nói về ưu điểm của mình nè. Dạ, ưu điểm của em thì em chịu khó với lại nhiệt tình. Về nấu ăn thì cũng biết chút chút, tại vì chỉ nấu ăn những món ăn trong gia đình thôi. Còn cái khuyết điểm của em á, giống như là hơi khó tính một xíu. Tại vì giống như là em của em thì nói là chắc là chị già rồi nên khó tính á, giống như là chị chưa chồng nên là khó tính. Nhưng mà em cũng thấy là cũng không đến nỗi như vậy. Tại vì nói thì nói vậy thôi, nhưng mà em nghĩ là có những cái đúng hoặc là cái những cái thì mình cũng không có rạch ròi gì quá. Dạ. Ai nói mình già? Ta còn mơn mởn dễ thương vậy mà kêu già. Đừng có nói già, đừng chạm người. Nó đó mới già nè. Hả? Đó. Đừng có nói nha, tôi chưa già. Dạ. Ở đây là đừng nói chuyện già hay là còn trẻ gì, chỉ nói là người lớn tuổi thôi. Sống lâu năm. Dạ. Đây mới có chút xíu à. Trẻ măng à. Dạ em cảm ơn anh Quỳnh Linh. Rồi bây giờ mình khó tính vậy rồi mình bao nhiêu mối tình rồi? Em chính thức thì cũng chắc 2-3 mối á chị, mà cũng không đi đến đâu hết. Tại vì em thấy là mình cũng chân thành với người ta, nhưng mà toàn bị người ta là giống như là không chân thành lại với mình không à. Bạn trai em quen á thì lúc đầu cũng chân thành lắm, nhưng mà lúc sau thì quen xong rồi em mới phát hiện là bạn cũng lăng nhăng á, hoặc là bị người yêu cũ rồi quay lại rồi quan tâm á, thì em không có chịu điều đó. Lo dù đó đúng không? Tôi hỏi bên đây có người yêu cũ không? Có người yêu cũ không? Không. Chưa quen ai luôn. Có em có quen. Có quen là phải có người yêu cũ chứ. Giờ bỏ lâu rồi, sao hai mấy năm rồi đó. Trời ơi. Sao mà cũ nữa. Quá cũ rồi. Quá cũ sàn rồi. Ủa sao mà chia tay hai mấy năm luôn á hả? Em quen lúc 18 tuổi á. Đến giờ em 42 nè, em chưa quen ai luôn á. Vậy đó hả? Ôi, sao quen mấy năm? Dạ, quen 2 năm tính ra trường cưới. Quen 2 năm mà sao không cưới người ta? Nhà gái đâu có chịu. Sao vậy? Em đậu Phật, rồi bắt em theo đạo á. Ừ. Rồi em nói hồi đạo này nó giữ đi, mà bên nhà gái khó tính quá. Rồi là giờ chia tay 20 mấy năm. Chia tay luôn. 20 mấy năm trời không quen thêm một người nào hết. Đi bộ đội thì sao quen, có gái đâu mà quen. Học đi. Em học ngành đi vô bộ đội mà. Rồi về em mới học thêm. Dễ thương quá. Đó là nhà gái rất là dễ thương nha. Nhà gái tôi nhìn rồi. Dạ dạ. Số 1 luôn đó. Quan trọng cho anh đó. Quan trọng nha anh đúng không? Bên kia trong trắng luôn á. Có mối tình mà chia hai mấy năm cũ quá cũ luôn. Ngon luôn. Không có chuyện người yêu cũ, người yêu mới thì. Mà rất là dễ thương, nãy giờ em nghe nói thấy dễ thương không? Dạ, em nghe anh chia sẻ thì cũng rất là chân tình. Bây giờ nè, mình muốn có một cái người yêu lý tưởng như thế nào? Em muốn có một người yêu là trước tiên là anh ấy là phải chân thành, với lại biết quan tâm chăm sóc gia đình, không có gia trưởng. Anh chân thành lắm, không có gia trưởng luôn. Phải có một mối quan hệ nghiêm túc, không có bắt cá anh. Bắt gì ta, hai mấy năm không có ai chứ mà bắt cái gì mà bắt. Yên tâm, còn gì nữa không? Có cái gì mà em không, em ghét được, em ghét ở đàn ông không? Ừ. Dạ là giống như là tính lăng nhăng thôi á chị. Dạ với lại cái lăng nhăng nữa. À, vô tâm thì để hỏi lại nha. Không em ngành ơi, em tâm em có tâm đức em có. Cái tâm đức đó là khác, còn này mình quan tâm với cho tâm, bạn gái mình là khác. Rồi em quan tâm chăm sóc ok kỹ càng luôn. Không thì không em chăm sóc cái gì, chăm sóc chiếc xe của em vậy đó. Trời ơi trời. Có người sắp đi rửa hoài vậy hả? Em bóng lưỡng à. Em kỹ lắm. Anh lành khóa nhà trai của anh luôn rồi đó. Dạ. Con bấm tôi bấm á, tôi nói trước. Bà không bấm tôi bấm được không? Dạ. Mấy con gà quả bị quýnh nè. Ai đâu quýnh? Ai biết đâu nhiều người thích chị sao? Hồi đừng xúi. Bà mối thì... xúi dại không? Làm mối rồi dành mối. Chứ không có cười quá. Dễ thương á. Có duyên lắm đó nha. Mình đi với ai? Dạ em đi với dì của em. Dì hả? Dì ruột? Dì Út hả? Dạ, dì Út. Rồi, chào dì. Dạ, chào dì. Chào Ngọc Lan. Dạ. Chào quý vị khán giả. Dốt thấy nhà trai sao Dốt? Mình nhìn bên ngoài thì thấy em cũng dễ thương, cũng vui vẻ đó. Bé Loan này nè, tính nó chân thành lắm. Mà nó cũng hơi khó tính đó là, nó không có giống như người ta, đụng ai cũng quen. Là thấy không được là, dù người đó có thích nó cũng lơ à. Nếu như mà hai người cho nhau cơ hội đi rồi
ví dụ như bây giờ nhấn nút đi, từ từ tìm hiểu, thì cái đó em nghĩ là sau này nếu như mà hợp tiến tới nó cũng hay. Cần sự quyết định là giữa bé Loan với anh. Rồi, cảm ơn Diệu. Đi với ai? Đi với mẹ với chị em á. Con xin kính chào hội MC Quyền Linh và Ngọc Lan, những người con hâm mộ nhất. Lúc nào cũng coi chương trình Quyền Linh mà thương Quyền Linh lắm. Cảm ơn nha. Thì bây giờ nay cũng 42 tuổi rồi mà thấy không có quen ai hết á, rồi cô xử chết không ai cưới nó. Rồi xong bắt đầu là cô đăng ký đó. Ủa vậy đó hả? Bây giờ nhà thì nói chung là cũng cô cũng lo đầy đủ hết rồi. Dạ. Bây giờ thiếu một cô con dâu nữa thôi. Nếu mà hôm nay á mà bạn gái hôm nay thì cô thấy cũng được. Xem xét cho kỹ thì bấm nút đi rồi cho một cơ hội, cô tạo điều kiện hết cho. Hay quá. Cô nhà cô còn con trai hết rồi, có mình nó thôi mà. Trời, giờ nó chưa có đám cưới, cô rầu cũng chết vậy nè. Nhờ chương trình này á làm cầu nối á mà cho nó có gia đình ổn định á. Cô thí dụ chút bên đây không bấm nút thì con bấm được không cô? Cô nhảy lên cô bấm luôn. Nhà cô thì có phòng vé, có gì nếu mà kế toán thì về làm phòng vé nhà cô luôn. Trời ơi, ngon lành. Phòng vé máy bay cấp 1 á. Rồi, cảm ơn cô. Quân muốn người yêu của mình như thế nào? Em hả? Đơn giản lắm. Cái nhất là sống phải có đạo đức là được. Rồi, gì nữa? Nói chung là kỹ, sạch sẽ đó. Vậy thôi là đủ rồi đó. Vậy thôi đó hả? Còn nấu cơm, nấu nước này kia? Em bộ đội em nấu được rồi. Giặt quần, giặt áo cho con cái thì được. Trời, bộ đội làm hết được đó. Hết được luôn đúng không? Hồi đó em đi mấy năm trời em làm không chứ ai làm cho em đâu. Đúng rồi. Cao thấp, mập ốm gì không? Em 1m8. Bé đó 1m5 trở lên được rồi. Được. Nhà gái hơi bị xinh luôn á nha. Dạ, xinh lắm. Dạ vậy hả? Vậy ngon quá đã. Rồi bây giờ mình mở rào nha. Mở rào. Tiến tới luôn. Ôm mình bông tới. Cầu hôn luôn. Tiến tới cầu hôn luôn, hôn cái chóc luôn. Thôi tí. Anh dạ. Em bông. Ừ, mà em đừng cầm dơ lắm. Để em cầm luôn. Bên đây ạ, dạ. À, bên đây, bên đây ạ. À. Cảm ơn anh. Đầu tiên gặp là thấy có cảm tình. Em đừng cầm nó dơ, để anh cầm luôn cho. Dạ em tặng, có món quà tặng anh. Anh cảm ơn em nha. Mở mở có gì Quân? Dạ. Dạ ở trong này thì cũng có nước sâm với lại uống cho sức khỏe thôi. Với lại em có một cuốn sách là nó có tựa đề cũng rất là hay. Mình buồn đủ rồi, mình hạnh phúc thôi. Nên rồi, em cũng anh sẽ đọc, dạ. Anh sẽ đọc hết luôn. Em cảm ơn anh. Rồi, để dạ, dạ, đây đây. Rồi, bây giờ quay ghế ngồi tâm sự đi ha. Em cũng muốn hỏi anh là anh cũng nói anh ở Thủ Đức vì anh ở nhà anh ở khúc nào á? Anh ở ngay chỗ khu lịch Suối Tiên. À, khu lịch Suối Tiên ở, mà đi xuống khoảng 2 cây nha. À, vậy là ở phía sau cái khúc đường Hoàng Hữu Nam đi xuống cái đúng rồi, bệnh rồi viện mới á. Đúng rồi. Em cũng ở gần đó. Vậy hả? Tại vì em làm trong khu công nghệ cao á. Ở khu công nghệ cao hả? Dạ, sáng rồi. Anh mới đi ngang bên đường đó có phiên trường. Dạ. Anh hỏi em đi, em cũng đang hồi hộp. Em dự định bao nhiêu lâu em kết hôn á? Dạ em thấy là cái vấn đề này thì giống như hai người quen tìm hiểu nhau, nếu mà hợp á, thì em nghĩ là cỡ tầm 6 tháng trở lên. Với lại em cũng nghĩ là thời gian cũng không có quan trọng vấn đề đó, quan trọng là mình hiểu rồi xong mình hợp thì mình tiến tới hôn nhân thôi. Dạ vậy anh thấy em sao anh vậy à? Dạ anh thấy em sao ạ? Có giống như cái mẫu người mà giống như anh nghĩ là anh sẽ gặp trong hôm nay hay không á? Cái mẫu người anh, dạ. Anh đăng ký là mẫu người giống mẹ anh á. À, em cũng cái mặt cũng giống kìa. Chứ anh đâu có đăng ký giống ai đâu. Nhưng mà ý là thấy người ta cũng... Thấy được, xinh đẹp rồi kia. Mình thích không? Thích rồi. Dạ. Ở giờ có làm dâu không? À, vậy em thích ở đâu? Ở nhà hay là ở căn hộ? Dạ em nghĩ là không làm dâu được. Mình giống như là mình, em không nghĩ là giống như con dâu với mẹ chồng. Nếu như mà con dâu đối xử tốt với mẹ chồng thì mẹ chồng đối xử tốt, rồi mẹ chồng đối cũng sẽ đối xử tốt với con dâu thôi. Dạ. Em không có ngại điều đó. Dạ. Dạ. Nhưng mà quan trọng là mình biết cách cư xử với nhau, cách sống với nhau là được. Giờ ở với mẹ chồng lo hết. Con cái có mẹ chồng ấy nè. Bà nội lo luôn. Bây giờ nè, tiến tới nắm tay. Nắm tay em còn búp bê cạnh nữa kìa. Còn nữa hả? Còn búp bê. Vô lấy đi. Còn quà nữa hả? Đâu rồi? Lý do tại sao nhiều quà vậy? Em muốn bạn gái em hiền. Búp bê đại diện cho cái hiền. Dạ em xinh đẹp. Anh tặng chiếc xe nè. Em chịu ngồi trong đây anh chở em. À. Dạ em cảm ơn anh ạ.
chu đáo chưa? Đứng đó hát bài cho tặng gái luôn. Anh xin thề anh sẽ yêu mãi thôi, yêu em nằm say suốt đời. Anh bờ quanh đẹp trai dễ thương và con tim rất trung tình. Yeah. Gặp nhau hôm nay mà dường như bao lâu tình yêu đôi ta đã trao. Yeah, yeah. Mình yêu nhau đi đừng ngại chi em ơi, yêu anh nhé. Người em yêu hỡi, em có nghe trong tim bao tiếng yêu vang lên dành cho em đó. Người em yêu hỡi, mơ ước chi xa xôi, em biết không em ơi, I love you. Được quá Quân, được. Trời ơi, dễ thương quá. Rồi, tới em gái hát đi. Đáp lại liền em. Mình đâu để mình lép vế như vậy em. Em cũng hát không có hay nhưng mà thôi. Anh nghe là được đến rồi. Đến theo chương trình nghe thì được rồi. Em cũng hát một xíu thôi dành cho khán giả trong trường quay, là cũng như là nhảy em đâu biết nhảy nhiều đâu. Thầy mấy bạn hát. Miền Cần Thơ gáo trắng nước trong, vui niềm vui ấm no cuộc sống. Miền Đông Tháp ruộng lúa thơm bông, yêu tình yêu thấm duyên mặn nồng. Hey. Ai qua Tiền Giang xuống Pha Mỹ Thuận. Hey. Ai đi Hậu Giang bến Bắc Cần Thơ. No. Đi về Minh Hải hay đi về Kiên Giang. Hết chỗ em, hết chỗ em. Về Sa Đéc hay là về An Giang. Hay quá. Em mà hát xíu nữa anh xẻo đi luôn. Nhảy mạnh lắm chứ. Trời ơi, mà dễ thương quá. Em về nhà em vui cười. Anh hết chèo luôn á. Bây giờ nè anh hỏi nè. Dạ. Thật ra em có rung động trước cô gái này không? Giờ bất mạch anh biết liền. Nó đập 100 mấy rồi đó. Lên quá rồi ha. Đó. Dạ. Thôi được rồi, về đi. Vậy là mình thể hiện đủ cái bản lĩnh của người đàn ông rồi đó. Xuống tin. Còn tùy bạn gái quyết định thôi. Hai bạn sẽ quyết định sau 3 tiếng đếm của Ngọc Lan. 1, 2, 3. Hết thời gian. Ba bấm, chúc mừng. Chúc mừng em. Chính thức, đó, nắm tay nhau đi, chính thức rồi. Mình chính thức hẹn hò với nhau rồi. Hả? Anh nắm tay em cái nè. Đó, vậy đó, đang tay vô. 20 mấy năm rồi, chưa nắm tay phụ nữ. Mình cảm giác sao Quân? Lâu lắm rồi, cái mình không có quen ai á. Giờ tự nhiên thấy có người bạn gái kế bên, tự nhiên nó thấy nó có cái sức sống vậy, hiểu không? Hỏi gì má đi. Con dâu má nè, thấy không? À, mẹ cũng chúc mừng hai con. Nhờ chương trình làm một cái cầu nối á, thì cho con hết ế chứ bốn mấy tuổi ế quá rồi. Mẹ mắc cỡ. Bây giờ có gì rồi mẹ rất là hạnh diện với xóm làng này kia. Mấy đêm nay con mừng con ngủ đâu được. Con mừng á, con không ngủ được luôn. Thấy chưa? Bây giờ là cô đã ghi thiệp hết rồi đó. À. Cô đã làm danh sách hết rồi đó. Vậy đó hả? Cô lo trước lo sau vậy đó. Để cho con nó có cái máy ấm gia đình đi. Mình an tâm. Rồi em gái, cảm nhận của em thế nào? Dạ em giờ em vẫn thấy hơi hồi hộp. Hồi hộp. Tại, dạ đúng rồi. Tim đập mạnh rồi ha. Dạ. Thôi em được rồi. Được rồi, nắm tay gì được rồi nè. Được không? Được rồi. Thôi em hùng tay đây. Dạ. Hồi hồi không thấy hùng một chút xíu nào hết trơn. Hai mấy năm nó nhút nhát rồi đó. Rồi chúc hai em hạnh phúc ha. Dạ dạ. Em cũng cảm ơn chương trình. Cảm ơn chương trình. Chương trình có một số phần quà dành tặng cho anh chị. À, cảm ơn quý vị và các bạn quan tâm theo dõi chương trình. Hy vọng rằng những người đang đi tìm nửa manh ghép của mình hãy mạnh dạn đăng ký với chúng tôi để chúng tôi có thể tìm cho quý vị một người rất là hot để chúng ta có thể nắm tay nhau đi suốt cuộc đời. Anh chồng cũ em thì em quen cũng khá là nhanh, chắc là do bác sĩ yêu cầu cưới. Thì em mới có em bé. Lúc đó thì ba em cũng mất nữa nên em không có đám cưới liền được. Cả hai vợ chồng đồng thuận là để cho em về Việt Nam dưỡng thai á. Rồi xong rồi khi nào mà gần sanh thì mới qua bên đó. Thì cái khoảng thời gian mà kiểu mà vợ chồng son mà còn phải sống xa nhau nữa thì dẫn đến cái tình trạng là chồng em có tình cảm với người khác.
em đã đổ vỡ một lần, nên em muốn tìm một bạn mà biết chia sẻ cùng với em về cuộc sống. Như em là cha đơn thân thì em muốn tìm một bạn không yêu cầu gì hết, chỉ cần là thương em, thương con và chia sẻ cuộc sống thôi. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với sự xuất hiện của hai chàng trai. Xin mời. Trời ơi, mua đen dữ. Trời đất ơi. Rồi, chào em. Rồi, ngồi vô đi em. Rồi, qua dữ luôn ha. Mời hai cô gái xinh đẹp bên đàn gái xuất hiện nào. Hai chàng trai chúng ta hãy nhìn về phía trước nha. Wow, dễ thương quá chừng thôi đây kìa. Wow, xinh xắn quá chừng. Ngồi đúng vị trí màu ghế của mình nha. Bây giờ thì các chàng trai sẽ bắt đầu giới thiệu trước về mình nha. Xin mời chàng trai ngồi ở ghế màu đỏ. Dạ, em xin chào chị MC rất là duyên dáng, chị Cát Tường. Em xin chào anh MC rất là bảnh trai, anh Minh Đạt. Chào em. Cùng hai cô gái xinh đẹp bên kia. Tất cả các chị đang có mặt trong trường quay ngày hôm nay. Thì em xin tự giới thiệu, em tên đầy đủ là Phan Văn Tụy. Em nay cũng 33 tuổi, quê gốc em ở Vĩnh Long. Đang làm công việc gì với Vĩnh Long hay là lên thành phố rồi? Dạ, em lên thành phố 14-15 năm rồi chị. À, ba mẹ còn dưới quê? Ba mẹ em đi thân cách nay cũng đã mấy chục năm rồi ạ. Ồ, mẹ ở dưới Vĩnh Long hay ở trên này? Mẹ em ở thành phố Hồ Chí Minh, còn ba em ở quê. À, ba Vĩnh Long. Rồi, công việc của em hiện tại là gì? Dạ, hiện tại thì em đang công tác tại công ty cổ phần Digistore, phụ trách quản lý một cái phòng kinh doanh đâu đó khoảng gần 30 nhân sự. Dạ. Làm công việc đó lâu chưa? Dạ, em làm cách nay cũng được gần 7 năm rồi chị. Chà, vậy là cũng có vị trí trong công ty, công việc cũng ổn định đúng không? Dạ, may mắn là được các ban đạo nhượng lại một ít cổ phần cho những cái nhân viên mà đã đóng góp lâu năm á. À, cũng may mắn sửa một tí cổ phần của công ty. Rồi, dạ. Vậy là cũng ổn định rồi. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Dạ, điểm mạnh của em là theo như là người khác nhận xét á, em là một người hiền lành, hoạt bát, nhanh nhẹn, siêng năng chăm chỉ. Còn cái điểm hạn chế của em là hơi cẩu thả một tí. Em rất là nhát gái. Nhát gái mà có thích gái không? Dạ thích, thích chị, thích chị. Trong công ty có nhiều bạn gái không? Dạ có, công ty có nhiều bạn gái lắm chị. Nhưng mà kiểu mình ngại, mình nhát á, cho nên tới giờ vẫn chưa có tìm ai phù hợp. Trời ơi, chủ động chút xíu nha. Chứ nhiều khi mình rụt rè nhút nhát quá là cơ hội nó qua luôn á. Dạ cũng biết như vậy, nhưng mà mỗi lần gặp gái thì quýu chừng à. Dạ đúng rồi chị, quýu chừng. Mạnh mẽ lên sao ẹo vậy? Giới tính rõ ràng không? Dạ rõ ràng chị. Chắc không? Dạ chắc, manly. Melly phải không? Dạ. Chàng trai ghế đỏ của tôi chuẩn men. Đó là chuẩn bạn ấy nói đấy nha. Rồi. Dạ. Rồi, đứa con gái của ghế màu đỏ. Em giới thiệu về mình đi. Em xin chào anh Đạt, chị Tường. Em chào mọi người. Chào với khán giả ha. Em chào hai bạn nam bên kia. Em tên đầy đủ là Huỳnh Thị Cẩm Giang. Rồi. 31 tuổi ha. Quê em ở tỉnh Đồng Tháp. À, cũng miền Tây luôn đúng không? Dạ, em hiện đang làm việc công tác tại thành phố Hồ Chí Minh, quận Thủ Đức. Công việc chính của em là làm bên mảng sale của ô tô. Em lên đây bao lâu rồi? Từ năm 2012. 10 năm ha? Dạ. Trời ơi, xinh đẹp, nói chuyện lưu loát như vậy mà sao còn ế? Tôi thắc mắc quá, để từ từ hồi tôi khai thác. Điểm mạnh điểm yếu em là gì? Dạ, điểm mạnh của em là tự lập nè, hơi mạnh mẽ chút xíu, cũng biết một xíu về nấu ăn. Tính em thì cũng rất là thẳng tính. Thẳng tính. Dạ. Có gì nói đó. Trước mặt người lạ thì em không có dám nói nhiều đâu, nhưng mà trước mặt người quen nói rất là nhiều. Và đó cũng là điểm yếu của em. Và đó cũng là điểm yếu của em. Rồi, đó là những thông tin cơ bản của cô gái ngồi ghế màu đỏ. Rồi, mời chàng trai ghế xanh nè. Thì em xin chào mọi người trong khán phòng này và chào chị Cát Tường, chào chị anh Hứa Minh Đạt. Thực sự cái duyên em đến đây thì cũng quá bất ngờ, trong thời gian ngắn mà em muốn tìm hiểu được một người chọn đời của mình là thời gian dài. Thì hiện tại là em tên là Nguyễn Quý Hiệp, sinh ngày 23 tháng 4 năm 1988, hiện nay là em là 34 tuổi, hiện đang làm quản lý cho nhiều hệ thống nhà hàng và hiện tại đang làm tại quận 10. Em đã đổ vỡ một lần nên em muốn tìm một bạn mà biết chia sẻ cùng với em về cuộc sống. Như là em là cha đơn thân thì em muốn tìm một bạn không yêu cầu gì hết, chỉ cần là thương em, thương con và chia sẻ cuộc sống thôi. Điểm mạnh em á, em biết làm nhiều thứ lắm, biết nấu ăn, biết làm công việc chơi gia đình. Điểm yếu của em á thì em rất sợ người em thương khóc, nên đôi lúc em hay nhẹ dạ và em sợ làm tổn thương họ. Nay em đến chương trình này thật sự quá bất ngờ và sao bất ngờ? Qua một lần trao đổi thì em cũng bất ngờ là tại sao hôm nay em có mặt đây luôn á. Không kịp sắp xếp và không kịp chuẩn bị những cái gì cho những đối phương của mình, những bạn bên đó. Em chỉ biết là mang đến những cái niềm vui và những cái chia sẻ. Nếu mà thực sự được á thì em sẽ tiến tới là cuộc hôn nhân và lâu dài luôn ạ. Nói chung đâu cần chuẩn bị gì đâu. Chỉ cần chuẩn bị cái sự chân thành, sự quyết tâm
đến đây, rồi nghiêm túc tới đây là được rồi. Dạ. Còn cái nhân duyên mà nếu mà cho em biết trước thì đâu có được. Giống như phỏng vấn em, hỏi em là một chuyện, để đó rồi phải kiếm chứ. Rồi đùng cái bên ai thấy có người phù hợp thì mới kêu em, đúng không? Có những người nộp hồ sơ hoài cũng chưa được kêu, có nhiều người nộp cái là có liền. Đủ độ chân thành không? Dạ đủ chân thành. Đủ sự quyết tâm không? Dạ đủ quyết tâm. Như luôn vậy là được rồi. Ủa mà sao lý do gì nói bất ngờ bất ngờ là không ngờ mà được kêu lên quay hình á, hiểu không? Nãy thấy bước đi lên đây có vẻ hơi cà nhắc dạ, vậy. Trước khi ngày em lên đây thì em còn công việc của em á, thì ngày đó thì sáng nay thì em bị một số tai nạn bất ngờ thôi, nhưng mà em vẫn cố gắng đến phim trường này để gặp được mọi người. Một số tai nạn bất ngờ nghe ghê vậy. Là em bị va chạm ngoài đường thôi à. Va chạm à, xe cộ thôi à. Vậy mà ổng la một số tai nạn bất ngờ, vậy là có một cái tai nạn thôi chứ đâu dạ, có số. Dạ đúng là một tai nạn. Ổng giới thiệu hiện tại em tên là, ủa vậy hồi trước giờ em tên khác hả? Hơi quý. Bất ngờ quá, thật là nhiều sự bất ngờ. Rồi, quá. Hiện tại là em đang sống ở đâu? Dạ em đang sống ở quận Bình Thạnh. Em sống với lại con em và ba mẹ em. Ba mẹ luôn, rồi dạ. Con làm mấy tuổi? Con em hiện tại là 6 tuổi, chuẩn bị vào lớp 1 à. À, con trai hay con gái? Dạ, con trai à. Ly hôn bao lâu rồi? Dạ ly hôn được 5 năm rồi ạ. À. Rồi, một chút xíu chị sẽ khai thác thêm về cái tình dạ. trường của em nha. Dạ. Dễ thương quá trời luôn. Đàn trai ghế màu xanh. Đã giới thiệu về mình rồi đó, em có nghe không? Có. Giờ em tự giới thiệu về mình đi nè. Cô gái ngồi ghế màu xanh. Em xin chào anh Đạt, chào chị Tường, chào hai anh bên kia và chào tất cả mọi người trong trường quay hôm nay. Em tên là Phạm Phi Nga, em 31 tuổi. Công việc của em hiện tại là làm về marketing cho công ty rượu. Ưu điểm của em là chắc có lẽ là có thể làm được rất nhiều việc cùng một lúc. Ví dụ như là trong tuần này á, ở công ty em thì là em vừa phải quản lý team của em để mà chạy một cái campaign. Bên cạnh đó thì em còn phải kim luôn cả xem cái thợ qua công ty em để mà chụp hình sản phẩm của em. Như là nhiều việc lúc. Dạ đúng rồi. Còn về khuyết điểm của em thì em là một người rất là thẳng thắn. Trong cuộc sống lẫn như là trong cái công việc của mình. Khi mà em làm việc trong team á, việc thẳng thắn đó thì có thể là giúp cho team mình có thể ngày càng một đi lên hơn. Nhưng mà đặc biệt là khi mà cái tính thẳng thắn đó mà áp dụng vô khi mà làm việc với sếp á, thì có vẻ như nó không có được tốt cho lắm. Nếu như là một người sếp mà chịu lắng nghe nhân viên của mình thì có thể là sếp vẫn đồng ý và sếp sẽ lắng nghe và sau đó xem xét lại. Nhưng mà nếu đối với một số người mà họ không thích thì tất nhiên là họ sẽ cảm thấy tức giận về điều đấy. À, em thì hiện giờ là em ở thành phố thì ở đâu? Em hiện tại đang ở quận 10. Quận 10. Dạ vâng. Quê quán em đâu? Em sinh ra ở đây luôn. Gia đình em là có ai? Ba má em cũng có một người anh trai cũng đã lập gia đình rồi. Em cũng có đổ vỡ một lần và em cũng có một bé. Oh. À, con năm nay bao nhiêu tuổi rồi em? Bé thì được 7 tuổi rồi chị, vừa mới sinh nhật xong hồi tháng 4. Bé trai hay bé gái? Dạ, bé gái, đang học lớp 1. Thì mình cũng có một cặp đôi gãy đổ trong chương trình ngày hôm nay ha. Hy vọng là các bạn sẽ có thể là đồng cảm được với nhau. Chị. À không ấy, bây giờ mình hỏi luôn tình trường bằng ghế xanh này đi. Nếu mà nói về tình trường thì chắc cũng chỉ vài mối tình thôi chị. Những cái mối tình mà để lại ấn tượng trong lòng em nhất á, đó là mối tình đầu. Kéo dài là đâu đấy khoảng 5 năm. Wow, cũng dài chứ. Dạ, lúc đó còn nhỏ quá, chưa có thật sự gọi là trưởng thành cho lắm. Thì tụi em không có tiếp tục nữa. Và người thứ hai đó là chồng cũ của em. Thì em quen ảnh là lúc mà em đang đi du học ở nước ngoài. Ảnh là trai Tây. Dạ, khi mà tụi em kết hôn xong thì em thì cũng dạng khó có con á. Sau khi mà có con xong thì trong khoảng thời gian đầu là cũng dọa sảy. Thành ra là gia đình em cũng muốn được chăm sóc cho em một cách tốt hơn, cho nên cũng có kêu em là về Việt Nam đặng mà chăm sóc cho em. Tại vì chồng em tại thời điểm đó là thời gian dành cho công việc nó quá nhiều. Tại vì tụi em ra riêng á, không có ở chung với ba má chồng. Ừ. Đó em ở nước nào? Em ở Úc. Cho nên là khi mà cả hai vợ chồng đồng thuận là để cho em về Việt Nam dưỡng thai á, rồi xong mà khi nào mà gần xanh thì mới qua bên đó. Thì cái khoảng thời gian mà kiểu mà vợ chồng son mà còn phải sống xa nhau nữa thì dẫn đến cái tình trạng là chồng em có tình cảm với người khác. Tụi em bắt đầu ly thân từ thời gian đó và sau đó thì chồng lúc em... đó em sanh chưa? Em gần sanh. Gần sanh là đã ly thân rồi. Dạ. Rồi lúc em sanh thì chồng em có về không? Có về nhìn mặt con được khoảng 5 ngày xong rồi về lại bên đó. Dạ. Cái con hiện giờ là có quốc tịch Úc không? Dạ có chị. Nhưng mà bé vẫn không biết mặt cha lại. Bé vẫn không biết mặt cha lại.
Ông xã em thì đơn phương ly hôn, cho nên là cái thủ tục đó nó mất khoảng tầm hơn 4 năm mới xong. Và bây giờ nói chung là xong xuôi hết. Ủa, sao đơn thân ly hôn là sao? Là em không đồng thuận hả? Dạ đúng rồi. Nhưng đúng mà ông vẫn làm giấy tờ cho con cái nhập quốc tịch đồ đàng hoàng. Dạ đúng rồi, dạ. Ông có ý định muốn đem con đi không? Thật ra là không chị. Nói 7 đâu? Năm qua là nó không gặp ba luôn, ba nó không thăm lần nào nữa hết hả? Dạ không ạ. Oh. Dạ. Thật ra là ly thân thì tụi em ly thân cũng gần hơn 8 năm. Nhưng mà nếu mà tính trên giấy tờ mà ly dị á, thì tụi em mới ly dị hồi cuối năm 2018 thôi. Ừ, cũng chia sẻ với em mà giờ thì dạ, cũng quen rồi, mọi chuyện nó qua lâu rồi ha. Dạ, mọi chuyện qua lâu rồi chị. Ừ. Vậy em muốn tìm một người bạn trai như thế nào? Em thì không có một cái mẫu mực nào nó cố định. Chỉ là một người nào đó thật sự biết thương em, thương con của em và biết lo cho gia đình, vậy là đủ rồi chị. Ừ, sao giống cái anh bên đây quá ha, cũng tiếp một người thương con. Thì em muốn tìm một bạn không yêu cầu gì hết, chỉ cần là thương em, thương con là chia sẻ cuộc sống thôi. Chị là ở giữa là chị chỉ thấy vậy nè, mình thương con họ, họ sẽ thương con mình. Dạ, tất cả rồi. Con nít đều là những trang giấy trắng vô tội hết đúng không? Ừ. Cho nên là nếu có điều kiện thì nên cho con sống trong tình yêu thương của đầy đủ cả cha lẫn mẹ. Dạ vâng. Mình đã gãy đổ vậy là mình đồng cảm với nhau rồi. Con nào cũng là con hết, mình yêu thương dạ nhau thì mình sẽ cùng lo cho những đứa con thì rất là tuyệt vời. Rồi bây giờ chàng bây trai giờ bên đây. Bây giờ dồn qua liền bên màu xanh liền rồi, chứ. Rồi bên đây thì đây màu xanh đây. Trời. Rồi bây giờ tình trường em sao nè? Em lập gia đình thì em ở rể thì em phải lo hết cho gia đình bên vợ. Một thời gian em bị vấp ngã trong công việc á, em thay đổi công việc thì cái mức lương em không thể nào mà chu cấp hết cho gia đình, thì họ sẽ thay đổi về cái cách sống và cuộc sống của em, không có chấp nhận em là làm cái đồng lương thấp. Và dần dần em cảm thấy là người vợ của mình họ không còn yêu thương con cái, không còn chu đáo trong gia đình, không lo được cho vợ chồng và chia sẻ vợ chồng. Em phải chọn một con đường là em ra đi. Chị em ra đi thì cái thời gian đó là em bất mãn và em tự mất hết rồi, vừa công việc vừa con cái gia đình mình. Lúc em đi là em để con lại. Lúc đó con em chỉ mới được có một tuổi mấy, thì em không thể nào mà giành quyền nuôi. Trong thời gian đó em không được thăm nuôi, cũng không được đến gặp con, chỉ gọi điện thoại, mà gọi điện thoại thì cũng không gặp được nhiều. Em gắng cố giữ vững được tinh thần mình để mình mang con mình về với mình. Thì đến hiện tại bây giờ là con em sống với em đã gần 6 tuổi rồi. Con em về sống với em lúc đó mấy tuổi? Dạ lúc đó là bên gia đình vợ em á, thì lúc đó bé đó mới một tuổi mấy thôi. Khi mà ra tòa làm xong giấy tờ thì cũng năm 2018. Cũng giống bên đây quá ha, 2018 luôn ha. Thời gian sau thì chừng 2-3 tháng thôi là họ giao con họ lại cho em liền. Thì lúc đó em rất là mừng luôn. Khi đó thì người vợ em đã có một mối tình khác nữa rồi. Rồi dần dần con em lớn rồi em cũng đi chơi, đi giao tiếp nhiều bạn bè. Nhưng thật sự em tìm một người mà để hiểu em và chia sẻ cùng em và thương con em á, thì tìm hoài và không thấy. Nói chung là gà trống nuôi con giai đoạn nó rất là khó khăn đúng không? Bây giờ thì cuộc sống ổn định hơn rồi đúng không? Dạ đúng rồi. Cũng nhờ ông bà nội lo phụ cho cháu chứ gì. Dạ. Ông bà nội rồi. Có phụ đúng không? Đưa rước đi học là ông bà nội chăm sóc phụ. Mình lo nổi. Dạ, đưa đi học thì em đưa đón, thì em sắp xếp công việc em đưa đón, nhưng mẹ em ở nhà sẽ giữ con. Ừ. Bây giờ thôi, muốn tìm một người sắp tới là như thế nào nè? Có cái tiêu chuẩn gì không nè? Em cũng mong đến chương trình này á, em tìm được một bạn biết chia sẻ và thương yêu gia đình. Không cần phải là bạn đó là ngoại hình đẹp, nhan sắc đẹp hay là giỏi giang cho công việc gì hết. Em sẵn sàng em sẽ lo gia đình và em sẽ làm mọi thứ để em được gia đình tốt. Tuy họ sẽ có một người con của họ, em cũng có một người con, thì hai người sẽ gộp lại và thành một gia đình. Nghĩa là không ngại con anh con em phải không? Dạ không ngại. Giờ có muốn có thêm con chúng ta không? Dạ. Nếu mà sự sau này mà em làm công việc em thành công thì chắc chắn là sẽ có. Trước mắt là ai cũng có vốn rồi, yên tâm vậy đi, sống yêu thương nhau là được. Còn cái chuyện có khâu nữa hay không là duyên trời cho. Tôi thấy cặp này hợp á, tôi chịu rồi đó, tôi gả đó. Như rồi, tôi thấy cái gì đó đi. Đỏ đi, cặp đỏ đi, ưu tiên bằng nữ trước. Ưu tiên bằng nữ trước hả? Rồi. Thế em đi, chuyện tình yêu như thế nào? Em cũng có một con trai, năm nay 6 tuổi rồi. Lại đổ vỡ nữa hả? Hay là có qua nữa một... coi. Rồi. Con mấy tuổi rồi bé? Dạ, hiện tại con em 6 tuổi à. Trời ơi, hôm nay ai cũng 6 tuổi vậy vậy? 6 tuổi. Trai hay gái? Trai hay gái? À, bé trai à. Thì em cũng tan vỡ 5 năm rồi. Ừ. Trước đây thì em cũng có quen mối tình đầu cũng 5 năm. Ừ. Nhưng sau đó thì không có tới được với nhau. Chắc là lúc đó là tụi em còn trẻ trâu quá. Anh chồng cũ em thì em quen cũng khá là nhanh. Chắc là do bác sĩ yêu cầu cưới. Thì em mới có em bé. Lúc đó thì ba em cũng mất nữa, nên em không có đám cưới liền được. Thì em quyết định sinh em bé ra. Nhưng mà quen nhanh quá thì hai đứa không có kịp tìm hiểu. Thật ra lúc đó em cũng 24 tuổi rồi. Nhưng mà anh kia thì cũng con một hai đứa, tìm hiểu không có kỹ rồi cũng trẻ người quá. Thì về sống một năm em sinh em bé thì con em một tuổi thì hai đứa tan.
Lúc mà yêu nhau thì ví dụ là một số tính đào hoa của anh ảnh hay là tính trẻ con của ảnh em có thể tha thứ, nhưng mà sau đó em không chịu nổi nữa. Là em là người quyết định ly hôn. Dạ, đúng. Bên đó không có dành nuôi con hả? Không có dành cho nội đứa con à? Thì có, nhưng mà một năm đầu là em đã đưa bé về quê của ngoại là mẹ của em. Sau đó thì gia đình nhà nội có thỏa thuận lại, tại vì bé cũng là đứa tôn. Thì em cũng đồng ý cho bé lên đây để có cái điều kiện học tập cũng tốt hơn. Em cũng gần, tại vì thực ra em làm việc ở đây nhiều hơn. Vậy là cuối cùng thì là con đang ở sống với ba nó, bé bên nội. Chính xác là sống với ông bà nội. Sống với ông bà nội. Rồi cũng thường xuyên thăm thăm nom con. Dạ, cái đúng chắc không? Chắn. Em muốn tìm một người chồng tương lai là người như thế nào? Mẫu người lý tưởng của em thì chắc chắn là cũng phải hiểu hoàn cảnh của em, phải đồng cảm, quan tâm em chút xíu. Cái gu em trước giờ nó không có hợp lý hay sao em chọn con? Chúng mấy cái người đào hoa không ạ? Chúng mấy cái người đào hoa không ạ? Hình như mối tình đầu của em chia tay lấn cấn vào đào hoa rồi tới em chồng luôn. Rồi mối tình gần đây cũng đào hoa. Chắc mấy ông đó đẹp trai lắm hả? Em nghĩ cũng được thôi. À, vậy đâu là phải là đẹp trai mới đào hoa đâu. Cái người mà cái nết, cái máu đào hoa là đào hoa chứ. Người có cái căn, có cái duyên, hiểu không? Là phải vậy hả? Trời sao em muốn vậy mà không được vậy? Trời sao em muốn vậy mà không được vậy? Hai phụ nữ yêu bằng tay em thấy dẻo miệng á ha. Vậy là giờ em cần một người đàn ông là trước tiên là phải chung thủy. Dạ đúng chưa? Có tiêu chuẩn gì về ngoại hình không? Em thấy nó vừa mắt, với lại cũng em cũng vừa con mắt ưa nhìn là được rồi chị. Sao chồng là có mối tình khác hả? Em cũng có nhiều anh cũng theo đuổi, nhưng mà chọn lựa tới lui thì ngay một mối tình tiếp theo nữa là đã chia tay cách đây 3 năm, quen nhau được 2 năm mà. 2 năm sao chia tay? Đào qua nữa. Cái mối tình đó em còn yêu xa nữa, anh đó ở Hà Nội. Em thì ở trong này, hai đứa quen nhau là qua một lần đi làm chung đụng mặt, giống như là cái chương trình gì đó mối tình giống như là xét đánh vậy đó. Ban đầu là cũng chỉ mới là bạn thôi, sau đó tầm 3 tháng thì anh đó ngỏ lời là muốn mối quan hệ tìm hiểu xa, tìm hiểu lâu dài. Ban đầu là anh nói với em là ảnh cũng có một đời vợ rồi, thấy em đời chồng ảnh thích em tin. Nhưng mà sau đó ảnh đi ra Hà Nội ảnh vắng một thời gian tầm 1 năm thì ảnh lại có vợ luôn. Có vợ luôn mà anh giấu nếu mà em không phát hiện được thì anh vẫn còn liên lạc với em hay vẫn còn liên lạc, vẫn đi ra vô thường xuyên, vẫn giấu em kết hôn rồi đó luôn. Và cái người phụ nữ mà kết hôn với anh cũng bác sĩ hữu cầu. Rốt cuộc là ảnh quen với em trước hay là quen với người vợ đó trước? Dạ chắc chắn là quen em trước, tại vì sau này luôn em mới phát hiện ra là hai đứa đọ tin nhắn em và vợ cũ có liên hệ. Vợ của bạn trai á là có liên lạc với có nhau. Có liên lạc và đọ tin nhắn thì em là người quen trước. Coi như là em là thành trà xanh đó. Dạ đúng rồi. Từ chính thức mà qua thành trà xanh luôn đó. Liên lạc với nhau thường xuyên mà em không biết tại sao mà vẫn còn kẽ hở là ảnh kết hôn trước mặt mình không biết. Hai đứa vẫn yêu nhau tại Sài Gòn. Tới lúc chị vợ sinh em bé vừa sinh luôn thì chị đó mới tự tìm số của em liên hệ lại với em. Em mới biết. Khéo quá chứ. Trời ơi trời, trong Nam một cô, ngoài Bắc một cô, không biết ngoài Trung nhiều khi có đó. Bởi tôi nói bản chất của đàn ông á, ai cũng ngoại tình mà tôi bị chửi, bị ném đá quá trời quá đất. Có cơ hội cũng chỉ ngoại đang tình đi quan, đúng không? Quan trọng là người chồng đó họ sống với người vợ mình như thế nào, ngoài xã hội nhiều cạm bẫy lắm. Quan trọng người đàn ông đó họ cứng được cái tấm lòng họ. Người đàn ông lại thôi. Đàn trai nè nè, sao nè? Giờ là bên đây là mỗi người là một đời chồng. Em có đời chồng nào chưa? Bảy nè đấy. Hả? Quên lộn. Dạ lên hả? Lên sông nước. Năm 20 tuổi thì tôi là sinh viên thì cũng có quen một cô bạn gái cùng anh. Cô ấy là cũng khá xinh đẹp, thông minh. Giỏi giang, quen nhau từ năm nhất đến năm thứ ba. Đó là mình cũng là sinh viên mà nhận cũng nghèo á, chưa có sự nghiệp, công việc gì ổn định á. Cô ấy lại thì quá xinh đẹp đi, với lại quá giỏi đi. Ví dụ bông hồng thì để mình chăm sóc thì em thấy cũng ngại ngại, không đủ tự tin á. Em âm thầm chia tay cô ấy, em là chủ động lúc trước. Rút trước là rút bằng cách nào mà không nói cho người ta không biết? Không nhắn tin nè, cô ấy gọi điện cũng không trả lời nè. Có đến tìm mà cũng tìm nhà mình né tránh đó chị. Tại sao em tự ti vậy ta? Phải bây giờ em như bây giờ mà em quay thời gian lúc đó thì chắc chắn là em sẽ... Vậy thì cuộc đời đâu còn có chuyện để nói nữa. Dạ thì bảo vậy. Chấm dứt là do em tự rút lui vì em thấy mình chưa xứng, mình chưa lo nổi cho cổ. Mối tình thứ hai cũng là một cô hot girl, nhưng mà lúc năm em 24 tuổi. Lúc đó là ổn chưa? Dạ lúc đó cũng tạm tạm. Rủng rỉnh rồi đúng không? Chứ không phải nào là... Thì hai đứa cũng quen trên mạng á chị. Cũng đi ăn nè, cũng đi xem phim. Thì lúc đầu thì còn hơi mặn nồng, mà lúc sau sao làm như hết câu hết từ sao cứ nhắn tin nó nhạt đi, kiểu như nhắn tin là em có khỏe không, em làm gì, ăn gì chưa, đang làm gì đó gì hoài không hoài đúng không? Mà lúc đầu thì quét còn trả lời, mà lúc sau thì quét bớt nhắn tin em đi. Chắc 2-3 ngày đi gặp nhau một lần,
cái đó từ cái một tuần gặp một lần, hai tuần ngày gặp một lần, thưa dần cũng được đâu 7-8 tháng rồi đó. Kể đi, rồi chị nói cho lý cho em biết lý do tại sao, kể đi. Dạ. Rồi tiếp, mối tình thứ ba là trước dịch thì cũng quen cô, cũng là một hot girl luôn. Trời, hot girl liên hệ ba mà cô ấy luôn. Rằng, thì lúc mới quen thì cô ấy rất là cũng là hiền lành, cũng là dễ thương, cũng phóng khoáng, đúng không người em tìm luôn. Khi mà thân á, thân nhau khoảng 6-7-8 tháng rồi á, không biết tôi sao là quen đổi tính hay sao á. Lúc trước thì đi ăn thì rất là dễ đi, nhà hàng nào thì cô ấy cũng ok hết, đồng ý hết. À, quán cà phê nào cô ấy cũng ok hết. Nhưng mà sau lúc sau thì em đi tới cái nhà hàng mà thứ bảy á chị, là cô ấy mới chịu ăn. Cái nhà hàng nào vô mà cô ấy quét vô một xíu là cũng không chịu đi ra. Áo em mặc mà nó nhăn một xíu thôi là cằn nhằn em suốt luôn á, là từ lúc ngồi trên xe mà cằn nhằn em tới lúc em về luôn á. Em cũng gán kìm đi, một lần được, hai lần được, thì ba lần em cũng chịu được đi, mà tới lần thứ năm thứ sáu thì chịu hết nổi á anh. Kỹ lưỡng quá đúng không? Quá kỹ lưỡng, thì đó là cái tình trường của em. Là bà mối đó. Dạ đúng rồi. Dạ. Hay già cũng chuyên chuyên quá ha. Giờ dạ. Trai tân phải không? Dạ đúng rồi chị. Còn ghiên phải không? Dạ. Thì dạ. Bởi vậy gái nó mới đi hết đó. Bởi vậy gái nó mới đi hết đó. Còn gì nữa đâu mà khóc vơi. Nếp đồ quần áo thẳng thớm như vậy mà vẫn còn bị chửi. Bạn mà gặp em là nói là nhìn em là nói thôi, mày là thằng sát gái. Bây giờ hỏi thiệt nè, hồi đó giờ quen người yêu bạo nhất là mình làm cái gì người yêu rồi? Dạ, có hôn má cái. Có hôn má cái. Trời đất ơi. Bởi vậy. Phải rồi. Bởi vậy. Bởi vậy tôi hỏi là bao nhiêu đời chồng rồi? Hả? Phải mạnh dạn, đàn ông mình phải mạnh. Hôn má là hết cỡ là mà mấy năm trời là mạnh mẽ quá, quay tán vào tay chắc. Trời ơi, thì mình chấp nhận gì mình tán đi em ơi. Bởi vì người ta mới đổi tính đổi nết vậy đó, tại vì em nhát quá. Thật ra người phụ nữ người ta không thích người đàn ông bên cạnh mình nhát đâu. Mặc dù phụ nữ thì ai người ta cũng có cái sự là rụt rè, muốn đàn ông là chủ động. Tuy nhiên mình đi cạnh cái người đàn ông mà mình thích á, có thể đầu tiên người ta thích em, nhưng mà người ta đi chung với em hoài, người ta không có cảm xúc gì mới lạ hết trơn á. Có những chàng trai mà làm cho chị bị ức chế, ví dụ chị thích cái anh đó đi phải không? Chị lấy ví dụ đi xe mà chị thích rồi, cái chị nằm bộ chị để cái tay vậy nè, để hờ hững cái nè. Một lần cũng không biết nắm, hai lần không biết nắm, ba lần chị ve rụt luôn. Là chị ve. Em hiểu ý chị nói không? Cho nên lần này em sẽ quyết tâm rút kinh nghiệm. Em chấp nhận bị bập tay cho chị. Thử như vậy mới biết là người ta có thích mình hay không. Nhưng mình phải nắm rồi, để nếu mà người ta để là coi như được rồi, còn cái tám được thì người ta giật ra. Bất quá xui thì một cái bập tay để biết rõ được là như thế nào. Phụ nữ không bao giờ chủ động được. Và bây giờ quen với anh bồ 6 tháng, 7 tháng, 8 tháng. Trời ơi, có hôn má không, có gì. Không à. Mà tối nào về không có chuyện gì để nhớ, không chuyện gì kể. Rồi nhắn như... tin không có chuyện gì để nhắn luôn. Trời ơi, em phải rồi. Ảnh có hôn môi mình xong về sẽ vương vấn nụ hôn đúng thế nào. Đúng rồi. Dạ. Kiểu là trai ngay ngô rồi, trai rin rồi. Trinh trắng, mặc quý ngô đồ trắng là tôi hiểu rồi. Hai người phụ nữ của chương trình đều là những người gãy đổ, em có ngại không? Dạ, ngại thì em không ngại rồi. Chị nghĩ chắc em phải quen mấy cô đó để mấy cô huấn luyện em thêm chút chỉ xíu. Thêm. Nhưng mà hồi đó giờ em có chăm em bé chưa? Có thương con nít, có thích con nít không? Dạ, thích chứ chăm thì chưa chăm. Em là con mấy trong nhà? Dạ, em là con út. Nhà em là có ba anh em. Dạ. Anh hai thì đang làm ở Đồng Nai, còn anh Tư là đang làm ở Bình Dương. Rồi, giờ muốn tìm một người bạn gái như thế nào? Cũng hiền lành, dễ thương, tính tình phóng khoáng một tí, hiểu chuyện. Nếu được thì nào kết hôn? Hai năm đi. Vì sao tới 2 năm lận? Tìm hiểu kỹ hơn hay sao? Hay để 2 năm nữa đúng ta chán. Thì mình xem coi sau 7 tháng nó có như thế cũ không? Như thế cũ không? Sao 7 tháng có như thế cũ không? Như thế anh cũ của không? Em có làm được gì không? Lần này cố lên nha. Dạ chắc chắn là chị. Cố lên, ok dạ. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng giao lưu với người thân nha. Chào hai em gái. Em xin chào chị Tường và em chào anh Đạt ạ. Dạ em tên Hương Giang ạ. Em là em gái của chị Cẩm Giang. Chị Cẩm Giang là người gái đỏ phải không? Hai em tên Giang hết. Dạ đúng rồi ạ. Rồi, hôm nay em theo dõi chương trình nãy giờ thì em thấy như thế nào? Dạ, em thấy là chị Giang của em á, thì tính tình hoạt bát á, nói chuyện cũng nhiều á. Cũng cần anh nào mà điềm tĩnh lại để kìm cái đó lại. Hung dữ hay nói nhiều? Dạ, cái chị đó, em hay nhiên... thẳng tính và cũng nói nhiều lắm. Gặp người đối tượng là nói nhiều mà cũng hoạt bát lắm. Thì em thấy hai anh này, anh nào hợp với chị em hơn? Ghế xanh luôn. À, có vẻ đầm tĩnh hơn hả? Anh này chưa có tình trường phải không? Sợ chịu không nổi ha? Dạ anh này nhát quá. Nhát quá hả? Cảm ơn em gái, còn em là sao? Dạ em là đồng nghiệp của Giang. À, và em cũng Giang là luôn. Người mà động viên Giang đi tham gia chương trình này. Rồi. Em làm việc với Giang cũng được 2 năm rồi, tính Giang rất là thẳng. Tụi em cũng hay cãi lộn rất là nhiều, nhưng mà sống rất là tình cảm. Cái mong muốn của Giang là tìm được một người đàn ông đồng cảm với bạn, chịu lắng nghe và chịu chia sẻ. Và em cũng mong rằng là sau khi mà mở màn ra thì Giang sẽ biết được là mình phù hợp với lại anh nào. Rồi, cảm ơn em.
Bây giờ thì chúng ta sẽ mở cửa trái tim đi để xem là còn chần chờ gì nữa chị ơi. Cảm xúc đầu tiên của họ gặp nhau như thế nào. Mở cửa trái tim. Nhưng ánh mắt nhìn ra da... quá xinh đẹp chị ơi. Quá xinh đẹp chị ơi hả? Nói gì nói đi cưng. Thì bạn gái là rất là xinh đẹp. Ấn tượng đầu tiên là em ấn tượng cho bàn ghế đỏ. Thì tặng quà đi, muốn thì tặng đi. Thôi thì nhìn người ta, tặng người ta nhìn tôi gì? Sau thì lần đầu tiên thì đến với chương trình thì anh cũng có một món quà để tặng cho em ha. Đây là sản phẩm anh đang kinh doanh. Đây là kem rửa mặt 3-in-1 ha, tặng cho em nhé. Em cảm ơn. Mời quần quà cho bạn luôn, nhớ chưa? Rồi, chắc cho hỏi cô gái đẹp bên ghế đỏ đi ha. Ghế đỏ đi nè. Ừ. Thường thì rảnh rỗi thì em hay đi đâu, hay làm gì? Hiện tại công việc em chỉ rảnh rỗi cuối tuần. Thì em thường cũng là đi cà phê với bạn bè. Rồi khi rảnh hơn xíu nữa thì em cũng có thể đi du lịch. Nhưng mà chỉ với đám bạn thân thôi. Nếu như là mình có cơ hội để hẹn hò lần đầu tiên á, thì em muốn mình sẽ đi đâu? Anh thích coi phim. Anh cũng thích coi phim. Nếu mình hợp nhau mà bấm nút được á, thì em nghĩ coi phim là cái không gian gần tiếng nữa. Coi phim là cái tay ta để vậy nè, là gần nhau nắm tay, nhớ chưa? Chị cứ nhắc hoài em nhớ rồi. Coi phim 36 sắc thái đồ đó. Chàng trai ghế xanh. Em thì quá bất ngờ chương trình này mang đến. Mang đến hai người là quá sức tưởng tượng của em luôn, mà nhan sắc mà quá xinh đẹp như vậy mà đổ dở, sự quá tiếc. Nên em cũng không biết trao quà cho người bạn nào hết, nhưng mà em sẽ trao quà cho bạn ghế xanh. Thật sự em nhìn bạn rất cá tính và em nghĩ là sẽ hợp với tính của em. Rồi, dạ, em xin phép cả nhà. Xin phép cả nhà. Mạnh dạn bước chân rồi. Anh cũng không biết nói lựa lời mà nói, thì anh chỉ mong là sau cái chương trình này thì sẽ có một ngày em cho anh một cuộc hẹn, đến một nơi của anh làm việc, biết công việc của anh. Hy vọng em cho anh cơ hội. Dạ. Cảm ơn. Hay quá. Bây giờ hai cô gái của mình nè. Dạ, cảm ơn em nhiều nhé. Anh xin cảm ơn. Tặng gì vậy? Khui ra đi. Khui ra đi chứ. Không nhớ cái bình sữa hả? Em không biết có phải không nha. Chắc nó đó. Không phải bình sữa. Chắc này đẹp quá, nhìn anh bị qua mắt luôn chị. À, ta bình nước, ổng là bình sữa. Còn bên đây cái bình gì? Em xin phép, anh xin phép. Dạ, cái này thật sự là một bình nước. Thật sự bạn này tặng một bình nước cũng có ý nghĩa. Cái anh chàng này anh đã hiểu này thành bình sữa. Thì tại nghe ta, nghe tao có con muốn đó. Tìm cha nuôi cho cho bé hay sao á. Nên em nghĩ là anh nên trân trọng cái hoàng này. Và em cũng mong chương trình này hai bạn có hẹn hò được á, thì đến nơi em làm việc á, ăn uống cùng với lại bạn này cùng với em. Rồi. Chắc chắn rồi. Iron Man nha. Em cũng có một món quà muốn gửi tặng đến anh. Rồi, cảm ơn nhiều nha. Wow. Nước hoa. Nói luôn ha, để khỏi để anh đón ha, sợ anh đón bậy. Đây là tấm lòng của em, mong anh nhận cho. Dạ, anh cảm ơn em nhiều. Cái phần tặng quà là xong rồi đó, bây giờ trò chuyện tiếp đi nè. Em gái ghế đỏ nó trước đi cơ, muốn hỏi gì hai chàng trai mình hỏi đi em. Thời gian ngắn quá thì em chỉ nhìn thấy là bạn nào ăn nói cũng có vẻ lưu loát. Anh áo trắng, anh ghế đỏ nè. Anh có thật sự là hiền, nhát gái giống như là anh đã chia sẻ không? Bên ngoài người ta nhìn vào á thì nói anh là sát gái, nhưng mà thật ra bên trong là rất là nhát thiệt. Không, thiệt, tôi làm chứng. Anh có ngại quen một người bạn gái có đứa con không? Dạ, một tặng một. Anh đã chia sẻ rồi, cái đó là không quan trọng, miễn sao là cái người đó nó phù hợp với mình có thể là chia sẻ với nhau những cái công việc, những cái cuộc sống hàng ngày để mình có thể đi đến những cái bến bờ xa hơn. Gia đình thì có thêm người thêm vui đúng không chị? Gia đình anh thì có khó mà. Nhưng quan trọng là anh là người định. Cái quỹ thời gian của anh, nếu mà mình tìm hiểu thì anh dành thời gian cho em sao? Anh là cũng chủ động được sắp xếp được thời gian. 7 ngày mà anh có thể dành cho em, 3 ngày cũng được, 4 ngày cũng được. Rồi không ai đi làm kiếm tiền hả trời? Dạ em chủ động được thời gian chị. Em nghĩ sao gì là quan hệ trước hôn nhân nè? Thời gian nhất là phải đến từ hai phía. Nói với cổ. Nếu mà hai phía chấp nhận thì mình có thể là tình dục trước, chuyện hôn nhân là chuyện bình thường. Còn nếu đối phương mà họ chưa có
chưa sẵn sàng thì mình có thể là chờ. Nhưng mà chờ phải chủ động. Dạ dạ em chủ đã... động mới biết là người ta có sẵn sàng hay chưa. Dạ em đã rút kinh nghiệm mà chị. Đúng chưa? Một là ăn bột tai, hai là tiếp tục chờ. Mình là men là mình tôn trọng bạn gái không đồng ý thì mình không làm. Dạ, đó là mình rồi. Tôn trọng và yêu thương bạn gái. Còn mình không chủ động, bạn gái nói mình bị đề. Còn mình không chủ động, bạn gái nói mình bị đề. Nhớ chưa? Dạ nhớ chị. Rồi. Em có cùng một câu hỏi với chị Tường nhưng mà muốn hỏi anh cái xanh ạ. Anh thì anh nghĩ một cái vấn đề đó không phải là quan trọng hay không quan trọng. Quan trọng là một khi hai người đi tìm hiểu nhau được hết về tất cả thì một khi đến với nhau đó là một cái trong cuộc sống. Nhưng mà đôi khi không phải vì quan hệ trước hôn nhân là hoàn toàn là tốt. Đôi khi mình đến với nhau sớm quá, rã cũng nhanh. Mình sẽ tìm hiểu đến khi nào mà mình cả hai đúng là của nhau, mình sẵn sàng mình sẽ tiến bước đến. Còn quan hệ những cái kia nó đơn giản là đến tình một đêm, mình là phải đến cuối đời. Bạn này làm quận 10 đúng không ạ? À, nhà em ở quận 10 nhưng mà em làm về lĩnh vực marketing anh. Công ty của em đang ở quận Tân Bình. Tại nhà em quận 10 là gần chỗ làm anh rồi thì cái thời gian đó qua chắc là gần hơn nữa. Tuần là em có thể dành được bao nhiêu ngày để mà có những cuộc hẹn? Khi mà đối phương muốn em tìm đến á, em sẵn sàng sắp xếp công việc tìm đến nè. Thì một tuần lễ thì em sẽ sắp xếp bao nhiêu ngày được? Em yêu một người em không muốn yêu xa và em muốn lúc nào cũng gặp hết. Cú anh này là gặp mặt thường xuyên, chăm sóc bất cứ lúc nào rảnh, bất cứ lúc nào cần. Chứ không phải là tuần 24/7 hay 3/5/7 gì hết. Mà tôi thích những người như vậy. Có những cặp vợ chồng ngộ lắm, quan hệ cũng vậy, sắp lịch 3/5/7 chủ nhật. Rồi lũi 3/5/7 chủ nhật đang gây lộn làm sao? Có. Cái này phải hứng chứ. Rồi tự nhiên 24/7 đang hứng để dành em mời thì mời mới tới ngày. Vô duyên. Cái đó phải hứng chứ. Sao không, anh nói vậy? Anh nói vậy em hiểu gì không? Dạ hiểu, hiểu anh. Hiểu, hiểu, hiểu. Trao đổi rất là nhanh, rất là ngắn nhưng mà cũng đủ các bạn là hiểu được nhau phần nào. Nhưng mà chị Tường vẫn muốn thêm một chút xíu nữa. Tại vì các bạn đến đây á, là mỗi người đều có hai cái cơ hội như nhau. Mình phải đo cảm xúc của nhau. Bây giờ hai chàng trai vẫn là chủ động. Chị muốn là hai bạn trai bước qua bên kia, lần lượt xin phép nắm tay hai bạn nữ và nói những cái gì mà mình thể hiện. Dạ, dạ đúng rồi. Bây giờ em hơi run và tay em không phải. Đâu thì mình tới bây giờ tới lúc mình thể hiện rồi đó. Trời ơi, gà chống nuôi con mà còn xin phép nữa. À. Xin phép hoài. Có thể là qua chương trình này em có thể nắm tay đi à? Được không? Phải nắm tay đi à? Rồi. Anh xin phép em một cuộc hẹn ta anh hay lạnh hay đông nha. Anh xin phép em một cuộc hẹn à? Hiện tại thì em chưa có thể trả lời ngay, đáp án sẽ có vào cuối chương trình anh nha. Ok, cảm ơn em. Anh hy vọng là một cái tin tốt. Dạ. Ủa. Vậy thôi. Ủa, một nắm một người thôi đúng không? Chỉ dạ, cần... thì em lựa chọn của em chỉ một người thôi. Em phải dành cho người. Rồi, người ta quyết đoán rồi đó. Em phải dành cơ hội này cho một người khác à. Sẽ lựa chỉ một người thôi. Nếu em không ngại, có thể cho anh nắm tay của em được không? Anh muốn lần đầu chúng ta gặp nhau, nếu có đã mình đổi rồi, mình sẽ xem phim ở một cái rạp nào đó. Em đã chọn được rạp cho mình chưa? Em đã chọn được rạp cho mình chưa? Quận nào cũng có rạp. Quận nào cũng rạp. Không, chỗ nào tiện cho em nhất, anh sẽ đến đó. À, em thì đang ở Thủ Đức. Thủ Đức, không quan trọng. Anh... quan trọng là Thủ Đức là có gì? À, Gigamon đúng không? Dạ đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Quận nào cũng có. Rồi chưa? Rồi, chắc là mình sẽ gặp nhau đó đi. Nếu như, nếu thôi. Rồi chưa? Thì mình phải cho nhau một cái cơ hội để mình có thể là tìm hiểu nhau nhiều hơn nhé. Bây giờ chúng ta sẽ đến với khoảnh khắc quyết định thôi. Bốn bạn ơi, bốn bạn hãy đặt tay vào. Sao à? Em vẫn còn một câu hỏi cuối muốn hỏi rồi. Anh Ghét Xanh. Rồi, mời em. Anh dự định bao lâu thì anh sẽ kết hôn sau quá trình tìm hiểu? Anh sẽ cho người mà anh thương toàn quyền quyết định. Một khi chín mùi rồi, không phải một quyết định của anh là quyết định được. Mà một khi được bước vào một cái nơi ký kết á, hai bên đều phải quyết định chung. Đôi khi anh muốn cuối năm nay kết hôn thì em lại nói là em phải cho em thời gian. Ý của em là cái chuyện đó là chủ động do người phụ nữ quyết định. Tại vì nhưng mà người đàn ông phải cầu hôn chứ. Tuy em đã từng đổ vỡ nhưng em chưa bao giờ đám cưới được một lần nào hết. Nên một khi mà em tính hôn nhân, em muốn một cái đám cưới em là phải toàn vẹn. Nên em muốn cầu hôn hoặc là có một cái lễ á, thì phải là hai bên đều phải đồng thuận với nhau hết à. Phụ nữ tuổi thanh xuân không có nhiều. Bản thân các Tường cũng vậy nữa. Thật ra nói vui với mọi người thôi là ế, thật ra Tường không ế. Rất là nhiều người thích, rất là nhiều người đeo đuổi. Nhưng quan trọng ai là người cầu hôn, cái đó mới là khó. Thì phụ nữ cũng vậy thôi. Mà đặc biệt là những người phụ nữ đã gãy đổ,
em ơi, chúng ta tiến tới hôn nhân nha. Cái người đàn ông nói cái câu đó mới là cái người đàn ông mà chúng tôi tìm, đúng không tụi em? Rồi còn muốn thắc mắc gì nữa không em? Dạ không. Chị giải tỏa thắc mắc giùm em rồi phải không? Thỏa mãn rồi phải không? Rồi các chàng trai tôi hiểu chưa? Nãy giờ chị nói là em hiểu hầu như là coi như 70 đi. Trời, và 70 em sẽ tận dụng 30 của em, là em sẽ nói với bạn bên ghế xanh bên đó là em có thể cho anh cơ hội tìm hiểu em, tiến đến cuộc hôn nhân để được chăm sóc em và con của em. Anh hy vọng được một câu trả lời trường đến mức phải có như vậy mới được. Mời các bạn đặt tay vào nút bấm bên cạnh chiếc ghế của mình. Mỗi người đều có hai cơ hội như nhau, nút đỏ và nút xanh. Muốn bấm nút nào cũng được. Nếu trùng khớp thì chúng ta sẽ có một cặp đôi. Mời Hứa Minh Đạt. Và bây giờ là khoảnh khắc quyết định đã đến rồi. Đặt tay vào nút bấm đi các bạn. Mời tất cả các bạn hãy hướng mặt về phía trước. Chúng ta hãy nhắm mắt lại và lắng nghe tiếng nói của con tim mình. Đây là chương trình ghép đôi thần tốc, là nơi thể hiện cảm xúc chân thật nhất. 5 Anh dự định bao lâu thì anh sẽ kết hôn sau quá trình tìm hiểu ạ? Tuy em đã từng đổ vỡ nhưng em chưa bao giờ đám cưới được một lần nào hết. Nên một khi mà em tính hôn nhân, em muốn một cái đám cưới em là phải toàn vẹn. Em sẽ nói với bạn bên ghế xanh bên đó là em có thể cho anh cơ hội tìm hiểu em, tiến đến cuộc hôn nhân để được chăm sóc em và con của em. 4 Anh có ngại quen một người bạn gái có đứa con không? Dạ, một tặng một. Anh đã chia sẻ rồi. Dạ. Cái đó là không quan trọng, miễn sao là cái người đó nó phù hợp với mình. Mình có thể là chia sẻ với nhau những cái công việc, những cái cuộc sống hàng ngày để mình có thể đi đến những cái bến bờ xa hơn. 3 2 1 Và bấm, bấm. Bấm à. Bấm. Hết thời gian. Thời gian đã hết. Và hai cô gái của chúng tôi vẫn chưa đưa ra quyết định. Những người phụ nữ đã từng gãy đổ, họ sợ rất là nhiều thứ. Họ muốn một cái gì đó chắc chắn và an toàn. Em gái ghế xanh, tại sao em không mong? Chính vì cái câu hỏi cuối cùng á, khi mà em hỏi ảnh, cái câu trả lời của ảnh vẫn chưa thật sự. Thật ra chị vẫn cảm nhận ảnh là một người rất là chân thành. Đôi lúc mình vội vàng quá hoặc là mình theo cảm xúc quá, mình cũng đã làm mất đi cái cơ hội của mình. Em cũng rút kinh nghiệm thêm, lần sau khi người phụ nữ người ta đã hỏi cái câu đó, bao lâu, có nghĩa là người ta muốn bao lâu. Em nghe cái từ bao lâu không? Là nó phải có một ngày, hai ngày, một tháng, hai tháng, một năm, hai năm. Mình phải nhảy. Đáng lẽ lúc nãy là em phải trả lời là cuối năm nay, nhưng mà sự mình chưa tìm hiểu sâu mà 3 tháng, 6 tháng, một năm khi mình kết nào? Hôn nhanh quá thì bạn nó sẽ nói tại sao vội vàng quá vậy. Không thì phải. Cũng là một câu hỏi nhiều cách lắm, nhiều cách trả lời lắm. Có nghĩa là anh đến với chương trình là nghiêm túc, anh rất vui khi mà em hỏi anh như vậy. Và đối với anh á, thì là 3 tháng, 6 tháng, 1 năm cái điều đó không quan trọng, anh luôn sẵn sàng, chỉ cần là anh yêu thương em và em yêu thương anh, nó cũng là một cái câu trả lời. Nhưng mà thật sự thì đàn ông mà nếu nói giỏi được như vậy thì cũng chết phụ nữ rồi. Hiểu không? Cho nên là chị cũng hiểu, nhưng mà em rút cái kinh nghiệm thêm một xíu. Nhưng mà chị vẫn rất là ghi nhận cái sự chân thành của em khi đến với chương trình ngày hôm nay. Rồi. Bởi vì chị từng trải và chị cảm nhận được em rất là chân thành nhé. Rồi, còn em gái tại sao cũng không bấm? Em cảm giác thiếu tự tin hay sao á, với lại thời lượng cũng nhanh quá, em không có quyết được. Biết đâu một ngày nào đó thì cái duyên nó cũng sẽ đến với các bạn. Những người mà luôn chân thành thì chắc chắn sẽ đón nhận được những cái trái ngọt trong cái tình yêu cũng như là trong cuộc sống. Cảm ơn các bạn đã đến với chương trình. Rồi, xin mời. Và chúc cho các bạn sẽ sớm có được một nửa yêu thương của mình. Tường xin thay mặt cho chương trình gửi tặng mỗi bạn một phần sản phẩm cốt súp gà của công ty Quốc Việt Food, được sản xuất theo tiêu chuẩn FDA, giúp cho món ăn thơm ngon, tròn vị và tiện lợi hơn trong quá trình chế biến. Và sản phẩm này không có MSG và không có chứa chất bảo quản. Rồi, gửi tặng cho các bạn nha. Cảm ơn chị, cảm ơn chương trình. Đối với các cặp đôi mà đã thất bại thì cũng đừng quá lo lắng nha, bởi vì chương trình cũng sẽ dành tặng cho các bạn phần quà, đó là gói premium của ứng dụng Speak Couple, một ứng dụng hẹn hò
với môi trường an toàn, văn minh, thân thiện sẽ giúp cho các bạn độc thân tìm kiếm được một nửa của mình. Trong ứng dụng này các bạn cũng sẽ được tư vấn bởi ông Mai và Mối rất là duyên dáng nha. Và xin cảm ơn ứng dụng hẹn hò và giữ lửa tình yêu Speak Couple đã đồng hành cùng với chương trình. Ứng dụng Speak Couple đã chính thức có mặt trên App Store và Google Play. Hãy nhanh tay download để tham gia cộng đồng Speak Couple. Có rất nhiều cơ hội gặp gỡ đang chờ đón các bạn. Quý vị khán giả thân mến, hãy nhớ đăng ký tham gia chương trình ghép đôi thần tốc bằng cách tải và cài đặt ngay ứng dụng NetLove. Hãy truy nhập ứng dụng NetLove để được đăng ký tham gia chương trình một cách nhanh nhất nha. Và kính thưa quý vị, chương trình của chúng tôi được phát sóng vào lúc 21:15 thứ ba hàng tuần trên kênh HTV9, 21:30 thứ ba hàng tuần trên kênh YouTube MCV Media. Và bây giờ Cát Tường và Hứa Minh Đạt xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.